Em không biết cách em không biết cách em không biết cách giữ em không biết cách giữ tiền. Nói tới 4 lần mới ra được cái chữ giữ tiền. Hay có hai hay là 4 hả? Có hai mối tình ạ. Và một tài và một tài vẫn ngắn ạ. Anh nghĩ rằng em là một người anh nghĩ rằng em là một người phụ nữ dễ dễ. Anh nghĩ là em rất giống với lại mẹ của các con anh. Wow. Và thưa quý vị, Ngọc Lan cũng xin được gửi lời cảm ơn đến tập đoàn bất động sản Hưng Lộc Phát. Hưng Lộc Phát kiến tạo giá trị cuộc sống và nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã đồng tài trợ cho chương trình. Quý Linh và Ngọc Lan xin mời quý vị đến với cặp đôi đầu tiên. Giới thiệu về mình cho bên nhà gái cùng nghe luôn nha. Đầu tiên tôi xin kính chào nghệ sĩ Quyền Linh cùng với lại tất cả quý vị khán giả cùng với lại các bạn đang xem trên đài truyền hình. Tôi tên là Đào Tiền Phương, tôi sinh năm 1991 và tôi đến từ Phú Thọ. Tức là Phú Thọ là đất tổ vua Hùng đó đúng không? Dạ vâng đúng rồi. Mời nhà gái. Dạ em chào chị Ngọc Lan ạ, chào chú Quyền Linh ạ, chào bạn nam bên kia và chào toàn bộ quý vị khán giả có mặt ở tại trường quay ạ. Con là Kim Ánh, năm nay em 25 tuổi và hiện tại thì em đang làm việc ở Hà Nội. Công việc của em là kinh doanh online và em đến từ Vĩnh Phúc ạ. Hôm nay mình ghi hình là mình bay từ Hà Nội vào. Dạ vâng đúng rồi ạ. Cũng từ Hà Nội mới bay vào luôn. Dạ vâng. À vậy là hôm nay các bạn từ Hà Nội bay vào hết luôn. Có biết đâu hôm nay các bạn sẽ về chung một chuyến bay. Em vẫn chưa đặt lịch vé máy bay về ạ. Xong câu chuyện ngày hôm nay sẽ đặt. Bạn gái đặt máy bay chưa? Dạ chưa ạ. Rồi, hôm nay chúng ta cùng đặt nha. Dạ vâng. Chắc nghi hai bạn này đặt trễ quá, xong rồi còn hẹn hò, còn đi dạo Sài Gòn nữa. Đúng chứ. Rồi. Dạ cũng mong vậy chị ạ. Vâng. Tiến Phương là làm công việc gì? Trước đây một ngày thì công việc của em là làm tổ trưởng quản lý bộ phận sản xuất ở bộ phận camera của công ty điện thoại Samsung ạ. À, camera. Chứ gái ở dưới khu công nghiệp Bình Xuyên 2, Vĩnh Phúc ạ. Còn bên nhà gái làm công việc gì nhỉ? Dạ em kinh doanh online và chạy quảng cáo. Bây giờ mình nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm của em thì là một người khá là thân thiện, hòa đồng và biết lắng nghe người khác cũng như là quan tâm người khác. Còn nhược điểm thì là hay quên ạ. Thì, khi mà công việc thì em sẽ phải nốt lại. Nhưng mà nhiều khi nốt rồi nhưng mà em vẫn quên chị ạ. Rồi còn em trai điểm mạnh điểm yếu là gì? Trước tiên em xin nói về điểm mạnh của em thì điểm mạnh của em là đầu tiên là cái khả năng tự lập, em biết nấu ăn, biết quan tâm người khác và có lòng thương yêu vị tha với lại những hoàn cảnh trường hợp khó khăn ạ. Điểm yếu đầu tiên của em đó là em không biết cách giữ tiền. Nói tới 4 lần mới ra được cái chữ giữ tiền. Yên tâm, sẽ có người giữ giùm cho em. Vâng, đấy là mục đích mà em hôm nay đến để tham gia chương trình ạ. Hay quá, vậy bên kia giữ tiền được không nè? Dạ được chú ạ. Rồi, khỏe luôn. Bây giờ mình nói về tình trường đi. Dạ thì em cũng đã trải qua 3 mối tình rồi ạ. Còn yêu cũng hầu hết cấp 3 thì bắt đầu yêu rồi ạ. Mối tình dài nhất thì là 3 năm ạ, thấp nhất là 8 tháng. Còn bên kia thì sao? Dạ thực ra em thì mới trải qua có hai hay là bốn thôi. Có hai mối tình ạ. Và một dài và một dài vẫn ngắn ạ. Tức là mối tình đầu tiên của em đấy là mối tình em kéo dài trong vòng 3 năm, đấy là trong mối tình thời gian mà em đang đi làm việc ở bên nước ngoài. Nước ngoài em làm ở đâu? Ngày trước em đi Đài Loan ạ. Em gặp gỡ và quen biết bạn đấy ở bên Đài Loan. Đài Loan luôn. Dạ vâng. Rồi 3 năm rồi sao chia tay? Cũng yêu nhau, cũng hợp nhau và cũng có cùng chung quan điểm, nhưng mà sau này về sau thì là giữa em và bạn đấy có những cái quan điểm và những cái lối sống khác, chia tay ạ. Là em quen một bạn khác. Dạ vâng. Thực ra thì mối tình thứ hai thì thực ra chỉ diễn ra trong vòng khoảng 6 tháng thôi ạ. Giờ tôi phải qua tôi nhìn mặt coi sao mà hồi hộp không? Hèn gì nói chuyện có một câu một hà mà cứ nói đi nói lại tới 3-4 lần. Nó nói em có hai rồi tụi nó 6 mối tình luôn. Cái điểm của em đó là bình thường hồi hộp thì em hay bị cà lắm á. Cà lắm ông mà rất là dễ thương. Dễ thương mà cà lắm rất là dễ thương luôn á. Sắp tới nè, mình sắp có bạn gái nè, bây giờ mình nói về cái mẫu người yêu lý tưởng của mình đi. Em không có một mẫu người yêu lý tưởng nhất, là đơn giản em chỉ cần mong muốn một người bạn gái đấy là có lòng vị tha, biết đối xử tốt với mọi người, biết có sự yêu thương bao dung với lại mọi người. Với em như thế là đủ rồi. Thì em quan trọng về tâm hồn con người hơn là cái vẻ bề ngoài.
trả lời thiệt lòng là giờ thích gái cao hay gái thấp? Em nếu mà làm gì đừng có nói tội nghiệp ta nó bị rung nữa. Nói nhiều là thích gái tóc dài tóc ngắn. Em thích phụ nữ tóc dài và có chiều cao tối thiểu là 1m50. Ừ đó, mình nói ra cái quan điểm của mình, còn cái chuyện mà mình gặp được ý trung nhân của mình nó có giống như là mong muốn của mình hay không đó là chuyện khác để chị. Được chưa? Giống không? Quá tuyệt vời. Tóc dài, thân hình rất là cân đối, phải nói là ba dòng rất là đẹp. Được không? Dạ con chào chú ạ. Trời ơi. Dễ thương không? Được. À. Bây giờ mẫu hình lý tưởng của mình như thế nào con? Mẫu hình lý tưởng thì cao trên 1m7 là được ạ. Ưa nhìn một xíu. Em cao tròn 1m7. Và sao nữa? Gọi là đàng hoàng sạch sẽ là được ạ. Trời ơi. Mình để thơm phức. Sao mấy cô gái giờ hay đi tìm người đàn ông sạch sẽ gì? Chứ gọi gì đó. Làm như đàn ông dở dơ lắm sao vậy? Nó phải gọn gàng ấy ạ. Chứ chú là chú gọn gàng rồi đó, chú cũng bê bối lắm. Nhiều khi đôi khi không sạch sẽ. Không, ví dụ như là ở nhà thì như thế nào cũng được. Nhưng mà ra ngoài thì chỉnh chu một xíu. Chú cũng ít chỉnh chu lắm. Chú cũng mang dép mà mặc sờ lõn đi ào ào vậy đó. Bên kia cao mấy quên rồi ta? Vừa tròn 1m7. Rồi, ngon lành luôn. Hỏi coi đáp ứng được nhiều nhu cầu của nhà gái. Em tự tin 100%. 100%. Bây giờ con không thích điều gì đàn ông nè? Con không thích bạn nam hút thuốc nè, da trưởng hay ghen. Có ghen không? Em thực ra thì em cũng chuyện đời thì em cũng hiểu, tuy nhiên là em sẽ phân biệt được đâu là lúc nên ghen và lúc không nên ghen ạ. Lúc nào nên ghen nói nghe thử. Thực ra đây là một trường hợp cụ thể thì mới có thể nói, bây giờ mình không thể nào mà ví dụ như thấy bạn gái mình cứ cắm cúi nhắn tin hoài, có ghen không? Trong một mối quan hệ giữa hai người thì em đề cao sự minh bạch. Nè tôi nói nghe nha, nếu mà quen cô bên đây là ghen dữ lắm luôn á. Mà ghen dữ lắm á. Dạ em có thuốc dạy nhưng mà em đang cố bỏ dần. Bây giờ mình hỏi ý kiến người nhà nè. Đúng rồi. Em đi với ai? Dạ em đi với chị đồng nghiệp ạ. Dạ em chào chị Ngọc Lan, chị Ngọc Lan xinh quá. Vâng ạ, em là Thùy Linh ạ. Thì thấy bạn bên này thì cũng có một cái điều kiện là cũng phù hợp, là đấy là gần nhà mình đấy. Ở Phú Thọ thì sang Vĩnh Phúc nhà mình thì nó chỉ qua một cái con sông tí tẽo thôi. Đó, còn những cái khác thì em nghĩ là chắc là Kim Ánh qua quá trình nói chuyện thì tự em ấy sẽ cảm nhận được. Vì qua ba mối tình thì cũng đã có nhiều cái trải nghiệm rồi. Vâng, em cảm ơn. Đấy. Rồi, bây giờ em đi với ai? Em đi với một mình thôi. Rồi, bây giờ thì mình mở rào ra. Hai bên nói chuyện để tìm hiểu lẫn nhau nha. Mở rào. Bắt đầu đi. Bong 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 bong. Anh thấy em là một người dễ thương. Thực ra trong lần đầu tiên tiếp xúc thì anh cũng chưa thể nói, chưa biết nói biết được nhiều, nhưng mà anh nghĩ rằng em là một người anh nghĩ rằng em là một người phụ nữ dễ. Anh nghĩ là em rất giống với lại mẹ của các con anh. Wow. Đứng hình luôn rồi chú ơi. Em cảm ơn ạ. Em cảm thấy thì anh cũng là một người cũng khá là hòa đồng này. Và có một đôi chút là hơi gọi là chắc là hơi run nên là anh hơi bị cá lăm một xíu. Đấy, còn về ngoại hình thì cũng khá là ưa nhìn. Và em thì em không quan trọng về cái ngoại hình. Nhưng mà sau mà khi mà nghe anh chia sẻ thì em cũng thấy là cũng có khá là nhiều cái tương đồng với em. Theo anh thì quan điểm, anh có quan điểm như thế nào về tình yêu nhỉ? Quan điểm trong tình yêu thì anh chỉ có một yêu cầu duy nhất, đấy là sự thật thà và sự tin tưởng, sự và sự tin tưởng lẫn nhau. Nói chung anh nghĩ rằng trong khi một mối quan hệ yêu đương thì là mọi chuyện mà mình nên rõ ràng với nhau một chút. Có những cái chuyện chứa cho dù đó là chuyện tốt hay là chuyện xấu thì mình đều nên nói để mình cùng nhau chia sẻ, để mình cùng nhau vượt qua. Dạ vâng. Em không biết là anh có phải là người
cực kỳ nóng tính không ạ? Thực ra thì anh nóng tính thì anh là một người trầm tính, nhưng mà lúc khi anh nóng, anh cũng là người một người kiềm chế cảm xúc của mình. Điểm yếu của anh đấy là anh cũng không kiềm chế được cái cảm xúc của mình. Nhưng mà cái cảm xúc nóng tính thì là không phải. Cái cảm xúc của anh ấy, thì anh không kiềm chế được. Nhưng mà những lúc nào mà anh còn nóng tính ấy, thì anh thường là anh rất là ít nói. Em quen anh mà em thấy anh, em hỏi mà em nói chuyện với anh mà lại thấy hỏi anh nhưng anh không nói gì, thì đấy là khi anh đang kiềm chế lại cái cảm xúc của mình. Anh nói thật với em là hôm nay là anh cũng không có ý định tham gia, anh cũng không có ý định tham gia chương trình đâu. Hả? Chương trình ép em đi hả? Và không, chương trình bạn muốn hẹn hò chị. Lúc đầu tiên là chương trình gọi điện cho em đã trúng tuyển, là bạn đã sắp xếp để bảo em là sắp xếp em đi tới để tham gia chương trình để quay ấy. Em mới gọi điện lên cho quản lý công ty. Thì là em xin phép được nghỉ 3 ngày. Mà công việc đấy thì em mới làm được có 6 tháng. Thì là cái lịch ngày nghỉ phép của em chỉ được là em chỉ có được nghỉ 1 ngày thôi. Thì em suy nghĩ một lúc xong quyết định là nếu mà anh không cho em nghỉ được 3 ngày thì anh cho em viết đơn xin thôi việc. Đó coi trời. Tức là quyết tâm. Vì tham gia chương trình mà em xin nghỉ việc luôn. Vâng. Tức là em chọn một trong hai. Vâng. Như vậy thì ngày hôm nay mình phải quyết tâm mình đem được cô gái này về. Vậy thì em có hối hận nếu như ngày hôm nay em bị cho nghỉ việc không? Em nghĩ là không ạ. Vì sao? Anh nghĩ rằng cuộc đời mình có nhiều con đường để đi. Hôm nay anh gặp em, có thể là mình hợp nhau thì đấy là một cái duyên, mình đến được với nhau nên duyên vợ chồng thì đấy sẽ là một cái duyên. Còn nếu không thì hôm nay anh quen biết, anh sẽ có thêm một người bạn, anh có cơ hội được gặp mặt nghệ sĩ Quyền Linh. Chị Ngọc Lan. Cả chị Ngọc Lan, và thêm một lần em sẽ được đi lên trên truyền hình. Dễ thương quá. Cái quyết tâm thì thế, thật ra đàn ông là phải như vậy. Đúng. Anh thì mẹ anh đang bảo là nếu mà Tết này mà anh không chịu lấy vợ thì mẹ anh sẽ đuổi anh ra ngoài đường ở. Với em thì không quan trọng tình yêu thì nó sẽ không có thời gian và sẽ không có khoảng cách. Tôi thích cái bạn này nói chuyện quá đi. Tôi cũng thích nữa. Rất là đàn ông. Ừ. Có trách nhiệm. Ủa gì, tôi không đàn ông hả? Tôi nói chuyện đàn ông hả? Rất là trách nhiệm, tôi nói anh rất là trách nhiệm. Hai bạn có thể giao lưu chút xíu về âm nhạc đúng đi. Đúng rồi. Hai bạn nắm tay nhau nào. À, chúng ta có thể hát cho nhau nghe một đoạn nào đó. Đứng xích ra đây, xích đi. Rung quá trời, rung rồi. Đây, hai tay đây, tay bên kia đó, hai bạn đứng đối diện nhau đó. Tay chạm tay, mắt chạm mắt, nhưng môi đừng chạm môi. Em thấy là bạn nữ hát gì, xinh không, hát gì xinh đó không? Dạ, bạn nữ xinh lắm. Xinh đó. Mà bên đàn trai cũng rất là đàn ông luôn. Dạ. Chắc là tại vì anh gặp định mệnh nên anh gặp định mệnh của anh nên anh mới run như này. Chứ bình thường anh không run như này đâu. Trời dạ. Đất ơi. Hay quá trời đất à. Em trai, bây giờ em nhìn thẳng cô gái, em nói hết những cái suy nghĩ của mình. Thực ra thì hôm nay lúc trước khi gặp em ấy thì anh cảm thấy nó bình thường á. Anh chẳng thấy có vấn đề gì đâu, nhưng mà lúc ở sau ở đằng sau cánh gà thì anh không biết là chỉ còn một chút thời gian nữa thôi là anh sẽ gặp được một người bạn gái, một người cùng sẽ cùng mình hẹn hò ngày hôm nay. Mình trong lòng anh đặt rất là nhiều câu hỏi. Thế là anh không biết em sẽ là người như nào, chiều cao em như nào, màu mắt em như nào, tóc em có dài không? Có phải là người phụ nữ mà anh chờ đợi hay không? Nhưng mà thế gặp rồi thì anh thấy sao ạ? Thực sự anh ước gì mà anh có thể gặp em từ cách đây 32 năm về trước. Trời ơi. Suy nghĩ thật kỹ nha. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Gia đình bạn gái đang theo dõi chương trình, mình có thể nói chút xíu với nhà gái. Thì hôm nay trước chương trình bạn muốn hẹn hò thì con anh bình tĩnh, cứ tiếp tục. Con cảm ơn hai bác đã sinh ra một người con gái xinh đẹp và hiền lành như thế này. Thì con xin phép hai bác được cho con công khai tìm hiểu. Cho con được phép công khai tìm hiểu con gái của hai bác, và mong rằng hai bác sẽ có sự đồng ý của hai bác. Con hứa với hai bác nếu hợp thì
con sẽ cố gắng chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Con sẽ lo lắng phải chăm sóc cho cô ấy thật tốt nhất có thể ạ. Thật ra chọc chút cho nó vui, nhưng mà những cái điều đó rất là dễ thương luôn. À, và đây là những món quà dành cho các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Phước được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Tập đoàn Bất Động Sản Hưng Lộc Phát tặng mỗi bạn một voucher mua nhà trị giá 10 triệu đồng. Hưng Lộc Phát kiến tạo giá trị cuộc sống. Đặc biệt, Tập đoàn Bất Động Sản Hưng Lộc Phát cũng dành tặng thêm voucher trị giá 100 triệu đồng nếu hai bạn tiến đến hôn nhân. Chúc các bạn sớm về chung một nhà và sở hữu một tổ ấm yêu thương cho mình. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà giá trị 20 triệu đồng nếu hai bạn chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói premium của ứng dụng hẹn hò Sweet Couple với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Rồi, xin được cảm ơn hai bạn. Dạ, cảm ơn ạ. Nếu anh có bị danh là cánh rùa tại ông bà già xưa nói cạnh gì rồi mà chát. Ưu điểm của em là tính tình hiền lành, không hút thuốc, thích chơi thể thao, đặc biệt là anh thích môn võ vui nam, hay quên và nói không được nhanh. Nói không được nhanh hả? Dạ. Mời bạn nam. Rồi, các bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời bạn nam giới thiệu về mình. Em tên là Quỳnh Đuối Nguyễn Khánh, em nay em 24 tuổi, hiện em đang làm việc sinh sống tại Long An. Nghề nghiệp của em là công nhân lãnh vật tư của công ty Giới Việt Nam, một thành viên. Ưu điểm của em là tính tình hiền lành, không hút thuốc, thích chơi thể thao, đặc biệt là võ vui nam. Cái gì anh không có nghe. Dạ, thích võ vui nam. Hả? Võ Quyền Lan. À, thích võ Quyền Nam. Võ Quyền Nam. Hả? Quyền Nam. Thấy chưa, nói nhanh quá. Dạ. Tóm lại giờ nói chậm hơn chút xíu nữa coi, cười cái coi. Đúng rồi, 2, 3. Em tên là Quỳnh Đức Nguyễn Khánh, năm nay em 24 tuổi, hiện em đang làm việc sinh sống tại Long An. Nghề nghiệp của em là công nhân lãnh vực tư của công ty Giới Việt Nam, một thành viên. Ưu điểm của em là tính tình hiền lành, không hút thuốc, thích chơi thể thao, đặc biệt là em thích môn võ vui nam. Rồi, 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 vậy được rồi. Đó, chậm về nha Khánh nha. Dạ, dạ. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Em xin kính chào quý vị khán giả có mặt trong trường quay. Em xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Lên và anh kế bên. Em tên Trần Nguyễn Minh Nguyệt, 24 tuổi. Nghề nghiệp em là giáo viên mầm non, sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm của em là hiền, ít nói, biết vẽ. Còn khuyết điểm của em là chưa biết nấu ăn ạ. Vẫn là mẹ nấu cho ăn đúng không? Mẹ với nhỏ em à. Rồi. Khánh bữa nay là làm quen với cô giáo mầm non nha. Dạ. Rồi cười cái coi. Rồi bây giờ Khánh nói ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em là tính tình hiền lành, không hút thuốc, thích chơi thể thao, đặc biệt là thích môn võ vui nam. Nữa, võ vui nam. Anh ơi, nói từ từ được không ạ anh? Thì được. Anh có bị danh là Khánh Rùa tại ông bà già xưa nói chậm gì rồi mà chát. Khánh Rùa có cái khuyết điểm gì không? Dạ, em có khuyết điểm là hay quên và nói không được nhanh. Nói không được nhanh hả? Dạ. Lại dạ, với lại không biết nấu ăn. Trời ơi, cô bên kia không biết nấu ăn rồi, anh này không biết nấu ăn nữa. À, bây giờ cô gái bên kia, cô trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua một mối tình ạ. Quả được 2 năm mà, tại vì cho ảnh đi làm nhiều nữa và không được trung thủy à, cho nên em chia tay. Tới giờ này em vẫn chưa có người yêu à. Chia tay bao lâu rồi? Cũng được 2 năm. Bạn trai mình mấy mối tình rồi em? Dạ, em đã trải qua 2 mối tình, mối tình thời học sinh, học lớp 10 và mối tình cách đây 2 năm. Em quay một bạn nữ là do em cho bạn nữ một con chó con, rồi hai người tìm hiểu nhau. Con chó con mà tôi nghe lộn. Cái gì tôi nghe con cho bạn nữ. Cho bạn nữ một con chó con. Trời ơi. Hai người cũng tìm hiểu nhau rồi quen nhau cũng được 6 tháng. Do gia đình bạn nữ không có cho bạn nữ đi chơi nên em và bạn nữ không có thời gian tìm hiểu nhau, chỉ ở nhà nhắn tin thôi. Dạ, em xin hết. Hay là lấy lợn chó? Dạ không, em có đồ quà.
Rồi, dễ thương quá. Rồi, vậy em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em muốn tìm một người bạn trai cao hơn em, không gia trưởng. Anh không có gia trưởng em ơi. Không bạo lực gia đình, không keo kiệt, không say xỉn tới ngày ạ. Em có cái mà mẫu người, có ngoại hình không? Có mẫu người lý tưởng như thế nào không? Ừ, em gái đó, cái có, người có. Mẫu mà em hình dung ra đây 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 có luôn, từ bạn từ đời của em chút. Đó khá. Đây đưa cái mẫu qua cho coi. Trời ơi sao vẽ sao cái mẫu bạn trai giống gái vậy nè. Anh coi đi đâu, đưa anh coi cái Khánh đó, đưa anh lên anh coi coi rồi coi nhắm hay giống được nhiều phần trăm. Trời ơi, mặt giống Khánh như ta. Dạ giống Khánh rồi. Giống Khánh. Dạ dạ giống em. Giống ha, giống em không đẹp trai. Không mà giống mà thiệt. Trời ơi coi cái đầu nè, vẽ tóc y chang luôn mọi ơi, tóc y luôn vậy đó nha, vẽ cái trán dồ ý không phải cái trán hài, trán giống trán siêu cho giống hài hòa. Ê, hài hòa hài hòa dạ, dạ. Trán hài hòa được rồi, rồi cầm cái bó hoa này nữa ha. Thôi được rồi, đẹp á. Rồi em thấy em đạt tiêu chuẩn rồi phải không? Dạ đạt tiêu chuẩn. Rồi vậy cái mẫu người bạn gái của em tìm là người như mẫu thế nào? Mẫu người bạn gái của em cần tìm là hiền ngoan giống như chị MC Cát Tường. Trời ơi tôi hiền ngoan hả trời. Sao nó ngược dữ vậy trời. Cao trên 1m52 thôi. Em cao mét mấy? Dạ em cao 1m7. Bao lâu thì em mà đám cưới được? Dạ khoảng từ 1 tới 2 năm. Lấy về mình sẽ sống ở đâu? Mình sống riêng hay là mình sống chung với ba mẹ? Nếu mà trong thời gian đầu thì mình sống chung với cha mẹ. Nếu mà sau thời gian sau mình có điều kiện mình sẽ ra riêng. À, dạ được. Chàng trai rất lễ phép với phụ nữ. Để anh qua anh coi bên đàn gái sao nha Khánh. Dạ. Em chào anh ạ. Dễ thương ha. Nãy giờ em cảm giác chàng trai bên đây thế nào? Có hợp với em không? Dạ cũng hợp và cũng hiền. Cũng hiền, anh hiền dạ. Lắm. Mình có đảm bảo được là mình lo cho vợ cho con rồi không? Dạ được, công việc ổn định. Ổn định dạ, đúng không? Dạ. Rồi vậy là được rồi. Bây giờ rồi. Mình hỏi ý kiến người thân coi. Hôm sao? Nay em gái đi với ai? Dạ em đi với mẹ, nhỏ em, sếp và hai chị đồng nghiệp à. Chào cô. Dạ, chào cô. Chào chào MC Quỳnh Linh, MC Cát Tường và dạ. Hỏi nhà trai cùng em trai trên đây dạ. Thì mình là mẹ của bé Nguyệt. Bé Nguyệt nó cũng hiền, nấu ăn thì nó cũng biết sơ sơ thôi chứ không phải là không biết. Nhận xét hôm nay thì em trai này nó cũng thấy cũng cái vẻ hợp tính với cháu bệnh thì nếu dạ. Được thì hai đứa hẹn hò đi tìm hiểu lẫn nhau là được thì tiến tới càng ngày càng xa hơn. Đây nhường cho sếp. Dạ con cảm ơn cô. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn Khánh và chào tất cả mọi người trong rừng quay. Nãy giờ thì nghe hai bạn nói chuyện ấy, trao đổi ấy thì thấy hai bạn cũng có những cái điểm tương đồng. Cái nhược điểm là cả hai bạn không biết nấu ăn, nhưng mà mình nghĩ rằng là đấy không phải là một cái trở ngại lớn. Quan trọng là mình muốn thay đổi và mình muốn học thì những cái đó không là vấn đề. Và quan trọng là hai bạn tạo cho mình một cái cơ hội có dịp để tìm hiểu với nhau. Cảm ơn chương trình đã kết nối được hai bạn, có tạo cơ hội cho hai bạn gặp gỡ. Rồi, cảm ơn cô giáo. Hôm nay mình đi với ai em trai? Dạ, em đi với bà nội, với mẹ, với anh họ, với cô. Dạ, em xin dạ. Chào, dạ, chào bà. Các thường. Chào cô. Dạ, em xin chào anh Nguyễn Linh. Dạ. Em là mẹ của Khánh. Dạ. Em chào em cô gái. Chào cô. Dạ, chào gái. Chào mấy cô. Chào, chào họ đàn gái. Dạ. Thôi xin để cho bà nội nói đi. Bà nội nói trước đi. Mẹ chào ông hồi rồi mẹ nhường qua cho bà nội. Chào cậu Thị Linh. Dạ. Chào dì Cát Tường. Dạ. Dự kiến đây đừng mà cho cô bác biết bên đàn gái và đàn trai cho biết bà nội. Bây giờ bà nội nói với con vậy. Một năm cưới đi. Đừng để lâu quá, đồ bà nội già quá rồi. Dạ. Tôi không biết bà nội có sống được dự lễ đám cưới tụi con không? Vậy là tụi con tính sao? Tụi con dạ, sao? Chào bà nội đám đi em à. Nói thì bà nội già, nói thì làm liền chứ không có để lâu. Làm liền hả nội? Dạ, chào bà nội đi. Nhưng nội thấy cháu dâu bệnh được không? Xứng lắm. Thôi bây giờ mình tới đây mình cũng như mình dự kiến mừng cho con cháu. Vậy rất quý rồi. Dạ. Tụi cháu tiến hành sớm nha, tiến hành sớm đi. Dạ, dạ. Rồi, tiến hành sớm luôn. Chúc mừng hai đứa luôn.
Ủa nhưng mà Khánh nãy Khánh ở đâu qua nè? Dạ ở Long An. Long An. Dạ. Long An. Tức là bên kia Nguyệt là ở Sài Gòn đúng không? Dạ. Thí dụ bên đàn gái mà muốn bắt rễ Khánh lên Sài Gòn ở, Khánh chịu không? Dạ chịu. Chịu không? Dạ chịu. Chịu luôn. Dạ. Hả? Dạ. À, mở hàng rào ra để cho hai bạn trò chuyện với nhau ha, chứ giờ gia đình hai bên đàn trai đàn gái là nóng lắm rồi. Ý đàn trai quyết liệt rồi nha. Mở rào. Không biết đàn gái sao nha. Tấn công như Khánh. Em chào anh. Muốn tặng em. Em cảm ơn anh, em cũng có quà muốn tặng anh. Em có cà vạt muốn tặng anh. Anh Quyền anh ơi, hát giùm em cà vạt nha. Hả? Hát giùm em cái cà vạt được không ạ? Hát nữa hả? Hát hả? Không, anh hát. Hả? Anh hát em đeo vào. Anh hát hả? Dạ, à, vì em không biết hát. Anh cũng biết luôn. Thôi thắt đại đi, nói chung là coi như tấm lòng đi dạ, ha. Dạ. Kệ nó. Trời ơi, con bị thắt cà vạt. Coi như vậy đi. Đó, đeo vô đi. Kệ nó. Dạ. Thầy kệ nó buộc đại đi. Giống như cột cuộc đời của nhau vậy đó. Em xin lỗi. Vậy đi. Chưa thấy ai mà thắt cà ra mắt nó đẹp kiểu này vậy trời. Ấn tượng hết chứ. Không có ai thắt cà ra mắt kiểu này đâu nha. Được rồi đó Khánh, ngồi đi Khánh. Anh thấy em như thế nào? Em thấy anh xinh đẹp, dễ thương. Còn... Vì em thấy anh xinh đẹp. Nó ngược rồi. Anh thấy em xinh đẹp. Ừ vậy mới đúng. Dạ. Anh đang rung đúng không ạ? Dạ anh đang rung. Dạ anh Chí, nói chuyện với em mà dạ anh Chí. Anh thì thích mẫu người con gái cột tóc. Anh lên đây anh cũng chuẩn bị món quà để cột tóc cho em. Hay quá. Cột luôn. Thì nó cột cao lắm như cột cà ra bát thôi chứ gì đâu. Trời ơi, cột luôn cái. Trời, chưa thấy nữa. Mà nói chung là cũng có. Dạ em cảm ơn. Coi như cột cuộc đời lẫn nhau rồi dạ. Đó em cảm nhận như anh như thế nào? Anh thấy anh hiền à, nhưng mà như anh hơi khó mở lòng đúng không ạ? Dạ anh thấy run. Dạ hoài trời ơi anh đừng có dạ. Dạ cuối tuần anh có đi đâu chơi không ạ? Không anh ở nhà không à, dành thời gian cho Movie Nam. Đúng rồi, múa Movie Nam gì kìa. Anh có thể diễn võ cho em với mọi người xem được không ạ? Dạ anh dạ. Anh lên đây anh cũng muốn tặng em một bài thơ anh do anh sáng tác. Này cô em gái dễ thương, đi đâu xa một mình đơn phương, phải chăng suy nghĩ linh tinh hay là nói đến chuyện tình đôi ta? Năm nay anh đã 24 tuổi rồi nên anh mạn phép nói ra điều này. Em hãy nghe anh trình bày rằng em đã biết điều này hay chưa. Lòng anh hối tiếc chưa một lần yêu, nói ra cho thấy nhẹ lòng. Em đây không biết có cần anh không, nếu em không ngại gió đông cho anh sưởi ấm trong lòng em đây. Chỉ cần anh ở nơi này, anh xin hứa mãi mãi bên em, cho em phút giây ấm êm và bao nhiêu thứ em đềm mai sau. Này em cô gái, ý em ra sao, anh đây lo được mai sau đủ đầy. Dạ anh xin hết. Em cảm ơn anh. Hai múa giỏ rồi, múa giỏ nữa mới đủ. Múa giỏ nữa bảo bọc gió đông rồi ha. Dạ em cảm ơn. Coi múa được không nha. Rồi cuối tuần anh có thể dẫn em đi cà phê và xem phim được không? Ok. Anh đến đây cũng là một cái duyên, mình hãy cho nhau một cơ hội để, rồi để tìm hiểu nhau rồi đi đến hôn nhân. Em có đồng ý hay không? Em đồng ý. Em thích con trai hay con gái? Trai hay gái gì đều được hết à. Trời cho con nào mình nuôi con đó. Rồi thôi bây giờ hai bạn nhìn nhau ha. Chúng ta đang suy nghĩ cái gì, cảm nhận gì về đối phương. Mỗi người mình nói với nhau một câu thôi, chân thành nhất. Rồi chúng ta quyết định tiến hành bấm nút hay không. Em hy vọng anh sẽ bấm nút. Em muốn em bấm nút và mình để đi đến hôn nhân. Rồi được rồi. Rồi đặt tay vào nút bấm cái hai bạn. Dễ thương lắm à.
nhớ đi đâu uống cà phê rủ tôi đi nha. Cố gắng sớm sớm nha, một năm thôi nha, để hai năm lâu quá. Bên kia quyết định nha, một hai ba, hết thời gian. Nắm tay đi Khánh. Hai đứa nhỏ này nó đáng yêu vô cùng luôn vậy đó. Xin mẹ nè, xin hôn cái kìa. Nói với má kìa, con về hứa lên làm rể gì đó. Dạ con hứa sẽ lên làm rể mà má, ba. Con kêu má luôn cho gọn luôn đi. Dạ con hứa, hứa sẽ lên làm rể má. Xin má cho con hôn em gái một cái. Xin má cho con hôn bà nữ một cái. Đây là những chiếc vé xem phim cùng đạp Cinebox 212 ly chiến thắng để tặng các bạn nha. Rồi, quà tặng cho hai bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên đến từ công ty cổ phần Vinalates để tặng hai bạn nha. Và một cái phiếu mua hàng giảm giá 25% khi mua sản phẩm nệm Vinalates tại tất cả các chi nhánh trên toàn quốc nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Nệm cao su thiên nhiên Vinalates, niềm tự hào cao su Việt. Cái hình này về làm mấy kiến bằng gỗ lộng lên nha. Đây, để nhớ ngày hôm nay. Quà của ảnh nè ha. Về tìm cách thắt cà la vớt cho nó đẹp đẹp chút nha. Dạ. Rồi. Rồi. Em cảm ơn. Chúc mừng hai bạn. Rồi. Giờ em mới phát hiện anh không biết thắt cà la vớt luôn hả? Rồi, không biết. Trời ơi. Ghét ghê luôn vậy đó. Thôi được rồi. Như vậy là hai nhỏ vui cũng rồi. Dễ thương. Và hy vọng rằng tất cả mọi điều tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất sẽ đến với hai đứa nhỏ ha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Em chỉ 1m5, hai nhưng anh đáng yêu, dịu dàng. Em rất là gọn gàng, sạch sẽ, rất là kỹ tính. Em luôn đúng giờ, em biết nấu ăn và những việc vặt trong gia đình thì em có thể tự làm được. Tốt. Mời bạn Nam. Rồi, mời đi bạn. Mời bạn nữ. À, giới thiệu về mình đi. Chào tất cả quý vị trong trường quay. Chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Cát Tường. Em tên là Hoa Trường Nhân. Năm nay em 27 tuổi, quê ở An Giang. Và hiện tại là nhân viên cơ khí, làm và sống ở trên khu công nghiệp Nam Tân Nguyên ở trên Bình Dương. Em xin chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và toàn thể quý vị khán giả. Chào em. Em tên là Võ Thị Hồng Gấm, năm nay em 23 tuổi. Em đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Ở đâu em? Em ở Bắc Tân Nguyên anh. Bây giờ mình giới thiệu điểm mạnh, điểm yếu của dạ, mình điểm cho. Mạnh của em đó là em rất là gọn gàng, sạch sẽ, rất là kỹ tính. Em luôn đúng giờ, em biết nấu ăn và những việc vặt trong gia đình thì em có thể tự làm được. Tốt. Và nhược điểm của em thì em là một người rất là nóng tính, khó chịu với mọi người khi mà xảy ra xung đột. Em hơi run trước đám đông. Hay khó chịu với mọi người là tất cả mọi người luôn. Dạ không, khi nào mà xảy ra xung đột em rất là nóng tính, xử lý tình huống theo cái cảm tính của mình. Thôi cái đó không sao, mình từ từ mình sẽ tiết chế lại được ha. Dạ. Rồi bà bạn trai, ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm của em thì rất là đam mê ca hát, thích đi câu cá, chăm chỉ trong công việc, có thể nấu ăn được. Và... ở Nam Tân Nguyên thì mình câu cá ở đâu anh? Thường thường anh đi qua Đồng Nai cho anh đi câu ở sông Đồng Nai em. Dạ. Anh cao 1m bao nhiêu anh? Cao 1m77. Được không em? Đủ chuẩn không? Dạ được chị. Anh có thích một người con gái có chân ngắn không anh? Dễ thương chứ không có gì đâu. Anh không hỏi em cao mét bao nhiêu hả? Chắc cũng khoảng 1m6 á. Em chỉ 1m52 nhưng anh đáng yêu, dịu dàng. Không sao cả, chiều cao không quan trọng, quan trọng là tính cách con người. Anh ơi, anh lên đây lâu, đi làm lâu chưa anh? Khoảng được 3 năm mấy em. Anh đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Khi xưa còn đi học là anh cũng trải qua 3 mối tình. Nhưng hiện nay thì lâu quá em cũng chưa có định quen ai. Hôm nay lên đây cũng có thể là cái duyên để anh gặp em đấy. Anh có muốn làm rể ở Bình Dương luôn không anh? Cũng có thể, nhưng mà cái này thì để xem xét lại.
Dạ, tại tính chất công việc của em á, thì em khó có thể thay đổi lắm. Vấn đề này thì ăn thua anh với em, sau này bàn tính lại thôi em. Nếu mà ở đâu rồi có công việc ổn định và chăm sóc đủ cho con cái thì anh cũng có thể anh ở đây đó em. Còn em gái, em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em chỉ có mối tình học sinh với lại sinh viên thôi anh. Từ lúc ra trường tới giờ thì chưa có quen ai. Mình mà mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ, mẫu người bạn trai của em là phải cao 1m65 trở lên, không hói. Còn gì nữa không? Em lướt qua cái đó đi em. Dạ, có nước da ngâm, em không thích đẹp trai lắm. Em chỉ cần người đó biết lễ phép, biết yêu thương mình và biết chăm sóc cho mình được rồi. Em ghét điều gì ở người bạn trai? Em ghét những người mà bao hoa có cái gì cũng khoe khoang ra hết. Cái mẫu hình lý tưởng cụ thể của em là gì? Có thể giống ai không? Dạ em thích trung vệ Bùi Tiến Dũng. Điền anh có thích chơi thể thao không anh? Thích chơi đá banh không? Có nhưng mà không có hay. Công ty anh thường cuối tuần là đi ra sau công ty đá. Em cũng thích đi theo cổ vũ cho người bây yêu mình đá banh lắm. Ở bên đây là phong độ của em. Anh chờ dẫn em theo với nha. Ok, nếu em có thể. Em thích mẫu người bạn gái như thế nào? Chào chị. Dạ, em thích thì cao, thon, dễ nhìn, biết lễ phép với ông bà cha mẹ. Em nói cái này giống như tới nhị tí xíu thôi nghe chị. Thì đừng có hói với đừng có hô được rồi. Còn mấy tiêu chuẩn khác thì em không cần quan tâm. Gì đó, gái nào mà hói hô? Cũng có thể là tráng dồ nữa chị. Tráng dồ thì thông minh chứ. Lần đầu tiên tôi nghe đàn ông lên kêu gái đừng có hói với hô rồi đó. Giờ tôi nghe toàn con gái yêu cầu con trai không hói với hô mà mặt anh Linh anh đã nhăn rồi kìa. Còn cái gì nữa không? Không chị, chỉ nhiều thôi. Khi nào tiến tới hôn nhân được? Khoảng tháng 8, tháng 9 năm sau. Hoặc là nếu mà không thể thì 2020. Ủa có coi ngày hay sao mà chọn tháng 8, tháng 9 năm sau? Tại vì em năm nay 28 thì một là 29 hoặc là 30 thì nó chuẩn hơn tí. Hai bạn hình dung nhau qua rèm đi. Em hình dung ảnh là người như thế nào? Em nghĩ anh bên kia chắc là rất là cao, to con, tóc tai chứ ăn mặc gọn gàng. Còn bạn trai hình dung em gái như thế nào? Chắc cũng khoảng 1m55 đảo lên. Có ngoại hình thon và cao, nói chuyện chắc dịu dàng. Anh thích con gái tóc dài hay tóc ngắn anh? Tóc xõa ngang vai hoặc là dắt ngoài sau gì cũng được. Đừng có giống mà nam, bực nữ đừng tính. Đừng có để tomboy ha. Dạ, dạ đúng rồi đấy. Thôi để anh kiểm tra bên đàn gái thế nào nha. Dạ, chào anh. Ồ, chào cô gái, dễ thương. Dạ. Giọng cao vút luôn ha. Dạ. Anh bên đây là đẹp trai phong độ hơn là... Trung vệ Bùi Tiến Dũng. Trung vệ Bùi Tiến Dũng. Dạ. Không? Người miền Tây thật thà chất phác nữa. Dạ, mũi cao không anh? Mũi cao. Dạ, em thích những người mũi cao. Tại mũi em mũi tẹt, em không thích mũi. Bây giờ á là nếu như anh không chịu ở để Bình Dương thì sao? Dạ, cái đó chắc em phải xem lại chứ. Tại việc làm của em á cũng khó thay đổi lắm. Sao em làm gì mà khó thay đổi? Dạ, em đang công tác tại phòng nội vụ thuộc Ủy ban Nhân dân huyện Tân Nguyên, tỉnh Bình Dương. Đâu có sao đâu. Dạ, với lại nhà em ba mẹ là có 4 đứa con gái thôi nên em cũng muốn lấy chồng gần. À, cái này là quan trọng lắm đó nha. Dạ. Bởi vì em dứt khoát là em không thể đi được đúng không? Dạ đúng rồi anh. Quan điểm như vậy đó em suy nghĩ nha. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân đi ha, rồi một chút mình sẽ trò chuyện với nhau. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với chị họ của em. Em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và tất cả mọi người ở trong trường quay ạ. À, nãy giờ có ngồi xem và quan sát thì bên nhà trai bên này cao ráo phong độ. À, đặc biệt là tính tình thấy cũng điềm đạm, mình có vẻ trưởng thành đàn ông. Bên gắm chỗ nhà em thì mọi chuyện trong nhà cũng đảm đang lắm, gọn gàng. Ví dụ như hai bên thì có những điểm nhỏ gì chưa hài lòng về nhau á thì mình cũng du di mình bỏ qua cho nhau cơ hội tìm hiểu sau này biết thế nào thì có thể mình thành đôi thì sao. Rồi, cảm ơn chị. Em đi với ai? Dạ em đi với hai ship và hai đồng nghiệp của em ạ. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, toàn thể quý khán giả trong trường quay. Theo em á thì bạn Nhân thì công việc rất nhiệt tình, tiếp xúc lần đầu thì có thể là nhìn thấy bạn ấy có thể là lạnh lùng một xíu, một vài lần thì bạn ấy rất là nhiệt tình, vui vẻ, hòa đồng. Bạn gái bên này thì mình thấy là lanh lẹ nhưng mà cũng rất là lý tính và nụ cười rất là tỏa nắng. Nam Tân Uyên và Bắc Tân Uyên là rất là gần nên là cũng rất dễ để cho em tìm hiểu để sau này trao nhau cái cơ hội để mình tới những con đường nó tươi sáng hơn. Rồi, cảm ơn em nhiều. Bây giờ mở rào cho hai bạn gặp mặt nha. Hôm nay anh có món quà nhỏ tặng em, chúc em xinh đẹp. Dạ, giống như hoa nè. Dạ em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh. Đây là cuốn sách em rất là tâm đắc nên em tặng anh, nhớ là đọc với lại giữ kỹ nữa giùm em nha. Dạ, em cảm ơn anh sẽ trân trọng đó. Em thấy anh như thế nào?
Dạ em thấy anh đúng là cao to con thiệt. Chắc anh rất là hiền đúng không? Anh biết hát không? Biết em. Vậy anh hát tặng em một bài được không? Xin gửi đến quý vị khán giả và anh chị với anh em trong trường quay trong đây. Vì sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đông đầy trong lòng anh. Buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em hỡi em có hiểu có hay, tình anh như núi cao biển rộng, gồm bốn phương trời xây thành lũy. Biển trời nào mà không xanh thì xin em nhớ cho rằng em hiếm như chim ngự hồn anh. Đó, hỏi em gái, cảm nhận em cảm nhận anh ca như thế nào? Anh hát rất là hay ạ. Mình bù trừ với nhau, em hát không được hay cho lắm. Hát hay không bằng hay hát đâu. Dạ đúng rồi, em cũng hát thôi nhưng mà em hát cũng không hay lắm. Mình hẹn hò hay một tuần á, em với anh có thể gặp nhau mấy lần được không em? Có thể là cuối tuần thứ bảy chủ nhật, cũng có thể là nhường vào những ngày thường nữa em. Anh có gì hỏi em không? Thì anh thấy em cũng xinh đẹp như gì thì cũng đạt cái tiêu chuẩn của anh. Dạ. Anh thì muốn sống ở gần quê của anh. Nếu ở đây Bình Dương với ở đây thì nó không có xa. Nhưng sau này thương nhau thì chắc tới đâu nó cũng sẽ đến được. Quan điểm của mình về tình yêu, về hôn nhân như thế nào? Mình chia sẻ với nhau một chút xíu. Theo em á, thì lúc mà trong tình yêu á, mình cần phải chung thủy, tin tưởng lẫn nhau. Chứ đừng có mà đi đâu, em đi với ai. Sau này em, cho dù em có đi qua đêm hay đi chăng nữa thì em cũng đừng có nhậu nhẹt, bời tha là được rồi. Dạ. Đi qua đêm đi đâu? Nhiều khi đi du lịch đó chị. Anh có thích đi du lịch không? Có, anh cũng muốn đi du lịch đây đó lắm mà. Tại vì hiện tại thì công ty thì làm thì mỗi năm cho đi một lần. Dạ. Nó hơi khó chứ không phải. Anh có đi Sapa chưa? Chưa em. Dạ, em cũng mong là có một ngày nào đó thì em cũng được đi Sapa. Anh sẽ tạo điều kiện cho em đi. Dạ. Hai bạn nhìn nhau đi, rồi mình nói cái cảm nhận ngày hôm nay. Mình ngồi ở đây mình cảm nhận như thế nào, rồi chúng ta quyết định. Mong em thì cố gắng mà làm việc, anh cũng sẽ cố gắng làm việc ở đây để chúng ta có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn nữa. Thì anh cũng muốn là sau này cũng lanh lẹ như vậy. Dạ. Và mãi xinh đẹp nha em. Em cảm ơn anh. Rồi, hết thời gian. Chúng ta cũng đã nói chuyện với nhau thời gian khá dài ha. Bây giờ động lại trong gì, trong mình một cái gì, chúng ta hãy nhắm mắt lại, kiểm tra xem con tim mình có rung động chưa. Đây có phải là người mà mình chọn để đi với mình suốt cả cuộc đời hay không? Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Hãy quyết định và chịu trách nhiệm với cái quyết định đó. Hãy suy nghĩ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Hết thời gian. Xin mời hai bạn. Rồi, nắm tay nhau đi hai bạn. Hai bạn thì cũng trưởng thành rồi, cũng am hiểu rất là nhiều ha, cũng đã có trải nghiệm trong cuộc sống rồi. Vấn đề quan trọng vẫn còn một chỗ là chúng ta phải tìm được tiếng nói chung. Đó là ở Bình Dương hay về An Giang. Nhưng mà mong rằng tình yêu nó sẽ đủ lớn để chúng ta có thể quyết định được điều đó. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Quà tặng cho hai bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên từ công ty cổ phần Vinalates và một phiếu mua hàng giảm giá 25% khi mua sản phẩm nệm Vinalates tại tất cả chi nhánh trên toàn quốc nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Nệm cao su thiên nhiên Vinalates, niềm tự hào cao su Việt gửi tặng hai bạn. Còn một thủ tục nữa, hôn đó nhau là đi chúng hai ta bạn. Phải chứng minh cho mọi người biết chúng ta bấm nút vì trái tim, đó là hôn nhau. Cố gắng nha. Dạ. Cho xây dựng để tình yêu đủ lớn thì sẽ vượt qua tất cả mọi cái thứ, về khoảng cách, về thời gian, về không gian. Cố gắng lên. Dạ, em cảm ơn rồi, chị. Chúc mừng hai bạn. Tiếp tục một ngày rất là đẹp.
Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thưa quý vị, đây là một trong những chương trình làm mai làm mối cho những đồng chí sĩ quan chuyên nghiệp trong quân đội nhân dân Việt Nam. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ngoài phiên bản sóng truyền hình, chúng tôi còn có dịch vụ mai mối offline Bạn Muốn Hẹn Hò được tổ chức cuối tuần trên toàn quốc. Chi tiết thì hãy liên hệ trên kênh fanpage offline Bạn Muốn Hẹn Hò hoặc số hotline đang chạy bên dưới của chương trình. Và ngày nay chúng ta sẽ gặp gỡ hai cặp đôi để xem họ có bấm nút hẹn hò hay không. Và ngay bây giờ không để quý vị chờ lâu nữa, bởi vì các Tường và Quyền Linh cũng rất là hồi hộp, chúng ta sẽ chào đón cặp đôi đầu tiên. Xin mời quý vị. Cao hơn em từ 1m65 trở lên. Có múi càng tốt. Nghĩ sao có múi thì em thích 6 múi càng tốt. 3 vòng ổn định. Cái gì? 3 vòng ổn định ạ. 3 vòng ổn định. 90, 60, 90 ạ. Mời bạn nữ. Mời em gái. Mời bạn nam. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, cho em gửi lời xin chào tới tất cả các quý vị cùng hai MC cô Cát Tường và chú Quyền Linh. Em tên là Nguyễn Thúy Hằng, năm nay 22 tuổi. Hiện đang là giáo viên dạy tại trung tâm tòa án trí tuệ Superbrand Biên Hòa. Và em sinh ra và lớn lên ở Biên Hòa luôn. Mình đang dạy đó là dạy cái gì em? Dạ, dạy toán trí tuệ, toán tư duy. Mà đối tượng của mình là... các bé từ 4 tuổi. Em làm công việc đó lâu chưa? Dạ, cũng gần 2 năm. Gần 2 năm, một cô giáo trẻ ha. Rồi, mời bạn trai. Em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Và chào bạn gái bên đấy và toàn thể khán giả trong trường quay ạ. Cậu em tên là Đỗ Văn Thắng, sinh năm 1996, quê ở Hà Nội. Hiện ba mẹ đang sống ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Và công việc của em là làm về kỹ thuật trưởng vô tuyến điện tử ở 917 ở Cần Thơ. Bây giờ giới thiệu về điểm mạnh điểm yếu của mình cho bạn trai nghe đi. Ưu điểm của em đó là hiền ngoan rồi. Hiền ngoan, cái đó ai nhận xét? Dạ, đa số là mấy bạn em nói. Đa số em nhận xét vậy đúng không? Với lại em cũng thích đi karaoke, nói chung là hát cũng được. Thích chứ. Hát. Dạ. Rồi bây giờ có làm hát cho nó lấy không khí không? Thấy hơi rụt rè ha. Dạ. Một tràng pháo tay ủng hộ cho bạn gái nè. Lỡ buồn lời yêu anh, sợ anh xa lánh biết sao giờ, vì chỉ thấy nắng trong tim mình. Say you do, you do. Lỡ mai mình yêu nhau, đừng cho em ngóng nhưng chưa hẹn, vì chưa nắng hay mưa trên đầu. Say you do, say you do. Bây giờ thoải mái chia sẻ ha. Dạ. Đó là những ưu điểm. Vậy thì em nghĩ mình có những nhược điểm gì? Nhược điểm của em là khá ít nói. Với lại em nói chuyện nó không có được muối lắm. Hơi nhạt. Em nói là nhạt. Đem theo hũ muối đúng không? Dạ đúng rồi. Em đâu có được vui đâu. Nghe hát còn vui hơn nữa gì. Say you do, 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 do gì đó. Vui mà. Em có ưu điểm gì, khuyết điểm gì giới thiệu cho bạn gái biết luôn. Dạ, ưu điểm của em là thích thể thao. Thể thao. Ca hát. Ca hát luôn. Rồi hát sung lên coi cho nó vui lên nào. Bài gì? Độc thân không phải là ế. Độc thân không phải là ế. Hay lắm. Bắt đầu. 20 mùa thu này anh vẫn chưa có người yêu. Không biết tìm đâu một ai để anh yêu thương nuôi một chiều. Xưa bị mẹ không cho học hành chăm lo, vì thế người ta gọi anh ê sặc ê. Giờ đây rơi xa vòng tay mẹ cha anh vui quá, tưởng đầu tiên thấy một cô người yêu nơi phố lạ. Nhưng đây không như mơ, anh vẫn mong chờ, vài ba năm sau tập yêu cũng không sao đâu. Độc thân không phải là ê mà đang tìm người tư tế để yêu. Độc thân các ê vì trong tư thế ngang cao đầu, bản thân anh đã hứa 30 sẽ cưới. Vậy thế chuyện anh chẳng sợ gì đâu. Dễ thương. Bài đó dễ thương không? Độc thân phải là ế. Bên đây hát cũng ngọt ngào, bên kia hát cũng vui. Còn điểm mạnh gì nữa không? Ngoài thể thao hát còn gì nữa không? Là có biết thổi sáo ạ. Biết thổi sáo nữa hả? Chúc gặp bạn gái rồi thổi ha. Rồi có vậy có khuyết điểm gì không? Bừa bộn lại. Hả? Bừa bộn. Có hút thuốc. Bên đây thở dài rồi nè. Em không thích người hút thuốc lá. Dạ, nếu mà mình đến với nhau thì anh có tình nguyện bỏ thuốc lá vì em không anh? Không, anh chỉ quan trọng cần được người đấy nhắc nhở và khiến mình thay đổi được ạ.
Dạ, vậy thì quá tốt rồi. Rồi bây giờ em nhớ ra khuyết điểm của em chưa? À, khuyết điểm của em là dễ bị người khác tác động vào, đa phải. À, nghĩa là không có lập trường. Ví dụ mình quyết định này mà người ta bàn bàn hồi là mình đi theo nói luôn. Nói chung là em cũng có lập trường nhưng mà không có vững. Rồi tình trường thì sao? Trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, thì tình trường chưa. Chưa có mối tình nào hết? Dạ. Hôm nay đến cái chương trình là mình có hồi hộp, có chờ đợi, có tưởng tượng ra cái người trong mộng của mình không? Dạ, mẫu người lý tưởng của em á, một người đàn ông của gia đình, không hút thuốc, không để câu, thì có ngoại hình ưa nhìn, đặc biệt là phải thông thoáng á, kiểu như là tại vì trước giờ gia đình em cũng khó nên thành ra là em cũng muốn là một người bạn trai tâm lý rồi thoáng một chút xíu hiểu cho mình. Thế hôm nay đi tham gia chương trình là nhà ba mẹ biết không? Dạ không. Vậy cho ba mẹ khó rồi gửi ba mẹ la sao? Dạ cái đó về tính sau. Vậy hả? Có tình trường như thế nào rồi em trai? Dạ em mới yêu đơn phương một người đấy ạ. Lâu không? À, cũng được trải qua 3 năm, thời học cấp 3. Cấp 3 là quê em á hả? À, lâu lắm rồi đúng không? Tại sao chia tay? Em chỉ yêu đơn phương thôi, chứ không phải được. À, yêu đơn phương hả? Vậy là em cũng chưa có mối tình nào. Yêu đơn phương 3 năm mà không dám tỏ tình hay sao? Không dám tỏ tình. Em nhát quá hả? Dạ. Vậy là hai bạn hôm nay chưa ai có mối tình nào cả. Vậy là chưa hôn lần nào luôn phải không? Dạ. Hy vọng hôm nay hai bạn sẽ có nụ hôn đầu đời ha. Cái mẫu người lý tưởng về ngoại hình cụ thể đó, để lát chị qua chị kiểm tra cho em. Phải cao hơn em từ 1m65 trở lên. 1m65 trở lên. Có múi càng tốt. Có múi càng tốt. Dạ. Mấy múi cũng được. Miễn sao có múi thì em thích. 6 múi càng tốt. 6 múi càng tốt. Dạ. Rồi 7-8 múi được không em? À, dạ được luôn. Miễn có múi là em thích. Nói chung bộ đội là thể lực rất là tốt. Em yên tâm đi ha. Không biết có muối hay không. Nghe bên đàn gái yêu cầu vậy mình có đáp ứng được bao nhiêu phần trăm hả em? Chắc được 60 thôi. 60 thôi hả? Có muối không? Có muối không? 4 muối đó chị ạ. Hả? 4 muối. 4 muối hả? Ráng tập cho thành 6 muối nha. Chiều cao, cao. Đó, có gọi là có cái cốt lõi rồi ha. Bây giờ mình gọt giũa thêm chút xíu nữa là ok rồi. Mặt cũng đẹp trai, cười tươi. Mẫu người lý tưởng của em? Dạ, ba vòng... ổn định. Cái gì? Ba vòng ổn định ạ. Ba vòng ổn định của em như thế nào gọi là ổn định? Ổn định là 90-90 đều luôn đúng không? À, ba vòng nhìn bên ngoài thấy đẹp ạ. 90-60-90 ạ. 90-60-90. Về lấy dây bó lại ổn định có gì đâu. Chiều cao có thể 1m6-1m65 được. Em cao bao nhiêu? Dạ 1m76 ạ. Ăn thua cái mặt, nhìn vô cảm tình là được rồi. Nụ cười giống Nhã Phương được. Nhã Phương không thích cái gì ở người bạn gái? Hay giận hờn, không ăn chơi nhảy múa. Nếu như bây giờ được thì mình quen nhau, em tính là bao lâu thì mới kết hôn? Quan trọng cô ấy muốn khi nào. Nhưng mà bản thân em á, em muốn như thế nào? Em giờ mong là khoảng năm sau. Năm sau? Dạ. Mới 23 tuổi là lấy vợ rồi. Em muốn cuộc sống ổn định sớm ạ. Em có sợ cô gái hay ghen không? Em rất sợ cô gái hay ghen ạ. Em có lăng nhăng không? Dạ, em không lăng nhăng. Sao em biết? Em chưa quen ai hết sao em biết? Em chưa quen ai, em biết là mình không lăng nhăng ạ. Em chung thủy không? Rất chung thủy ạ. Chắc không? Chắc ạ. Yêu đơn phương 3 năm thì cũng chung thủy rồi đó. Năm sau đám cưới thì theo em nghĩ là có sớm quá không hay là cũng hợp lý? Duyên phận đến thì mình đến với nhau thôi. Ngoài cái việc là hút thuốc thì em còn không thích điều gì ở người bạn trai nữa không? Bạo lực. Em hỏi ảnh thì coi anh có bạo lực không? Anh ơi, anh có bạo lực không? Anh thì không bạo lực đâu, nhưng mà anh thì ít quan tâm á. Đi qua coi coi cô ấy giống Nhã Phương không á. Hỏi bên kia có thích Trường Giang không? Hello, chào em gái. Dạ, em chưa. Một cái nét đẹp, dễ thương, hiền hậu ha. Cái mẫu người em thích nghệ sĩ là ai? Em thì em thích giống trai Hàn Quốc. Một bên thích nữ diễn viên Việt Nam, bên thích Hàn Quốc. Chàng trai bên đây là dễ thương lắm nha. Giống như Kim Song Dong vậy đó. Đây cười tươi lắm. Có nghĩ là mình là lấy chồng là không quân không? Em cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Thì đến hôm nay có thể em sẽ nghĩ tới. Bên đây thì rất là dễ thương, đàn gái cũng dễ thương, nụ cười cũng tươi hơn em luôn đấy. Hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với em gái, với bạn bè và đồng nghiệp thôi. À rồi, em ruột á hả? Em chào chú Quyền Linh và cô Cát Tường. Em là Thùy Linh, em với chị Hằng là sinh đôi. Hả? Dạ. Sinh đôi á hả? Dạ sinh đôi. Rồi nhìn đi. Ở nhà thì chị Hằng hiền lắm, chị thì giống như là trái bom nổ chậm vậy á. Chỉ chờ thời điểm tới là hả phát nổ thôi. Em mong anh sẽ là ngồi kích nổ cho chị em. Hay.
Anh rể tương lai được không? Anh cũng phù hợp với hình mẫu lý tưởng của chị em á. Cũng dễ thương, ok chị ơi. Dạ đó, tưởng tượng cho cô kia thế nào? Chắc rất xinh xắn. Rất xinh đúng không? Rất xinh đấy. Em đi với ai? Hôm nay em đi với toàn thể đơn vị. Có anh Hoàng. Mời anh Hoàng. Dạ. Xin chào MC Quyền Linh. Xin chào MC Cát Tường. Dạ. Xin chào toàn thể quý vị khán giả có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Gửi lời chào đến đại diện bên nhà gái. Đồng chí Thắng ở đơn vị là rất là vô tư, hòa đồng. Đặc biệt là rất là vui vẻ, được anh em đồng chí đồng đội tin yêu, quý mến. Thắng là một trong những cây văn hóa, văn nghệ, thể thao cũng như nhiều bộ môn khác của đơn vị anh. Về phần em gái thì theo nhận xét của anh thì em rất là xinh, có nụ cười rất là duyên dáng. Anh nghĩ hai em đến đây cũng là một cái duyên rồi. Hai em nên cho nhau cơ hội bấm nút. Chúc hai MC Quyền Linh, Cát Tường sức khỏe và chúc chương trình ngày càng phát triển. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh. Bây giờ sẽ kéo rào ra nha, để cho hai bạn trực tiếp trò chuyện với nhau. Mở rào. Rồi, xin mời hai bạn. Đây, đây em có bó hoa tặng. Dạ rồi, em cảm ơn. Trời ơi, cao quá ha. Cảm nhận về nhau như thế nào hai em? Em có một cái nhược điểm khi mà em lo lắng hay hồi hộp cái gì đó, hay là sợ một cái gì đó, là tay em sẽ bị ra mồ hôi. Thì anh có phiền đến cái đó không? Không có chuyện đấy thì anh không quan trọng. Anh có muốn hỏi gì về em? Em có thích một mẫu người đàn ông như thế nào? Em thích một người đàn ông tâm lý, trung tình, với lại không biết mình có gia trưởng không ạ? Không, anh thì không có tính gia trưởng. Anh có thể bỏ thuốc lá vì em đúng không? Anh có thể làm được. Các bạn cảm nhận như thế nào về nhau lần đầu tiên gặp mặt? Em nhìn thấy anh là một người đẹp trai, dạ cười tươi, cao. Có giống Hàn Quốc không? Dạ cũng giống giống. Giống giống. Em cảm thấy cô này rất hợp. Nụ cười rất giống nhà Phương. Khuôn mặt xinh xắn đấy. Em không có đủ vòng, đủ chuẩn 3 vòng như anh nói. Thì nếu vậy anh có chấp nhận em được không? Không, mình đối với anh nhìn vậy là rất hợp. Em cũng không có cao. Nói chung là vừa đủ xài chứ không có cao lắm. Vừa đủ xài được em. Như em thấy anh có hợp với 3 vòng của em không? Dạ. Bên trong thì em không biết, nhưng mà ở bên ngoài, ngoài hình bên ngoài thì chắc dạ kiểm được. Kiểm tra luôn. Bây giờ chị cho ảnh đứng lên cho em kiểm tra nha. Dạ. Đứng lên, đứng lên. Coi vòng 1, vòng 2, vòng 3 của anh có hợp với em không? Có muối nào chưa? Sắp tới cho người ta kiểm tra coi. Đó, em có thể rờ, em sẽ nhấn nhớ em kiểm có muối nào chưa. Rờ mần mần mờ kỹ vô coi mấy muối ở trong. Rồng lên ra muối coi. Có muối nào không? Dạ, cũng có đó, có không, có dạ, không? Dạ, có. Để được chưa em? Dạ, được. Cơ rồi. Bản là được rồi ha. Dạ. Muốn kiểm tra gì nữa không? À, dạ, thôi đủ. Thư yêu cầu của em tìm bạn trai là em có nói là cần mông to hả? Đúng không? Dạ, thì kiểu cái đó là giống như là em thích những người mà đi tập gym á, thì người ta sẽ có body đẹp. Mông anh Thắng này to to không? Em thấy là chắc được đủ xài rồi. Kiểm tra mông không? Kiểm tra mông không? Cứ lên anh xoay một vòng cho em đó, coi. Thì là chưa để ý mông, bây giờ để ý xoay lại đó. Dạ. Dảnh ra, dảnh ra, dảnh mông ra. Quan trọng là đứng coi mông to không thôi. Dạ. To không? Chị thấy hơi lép rồi đó. Sao giờ? Dạ không sao, cái này mình tập được. Tập được phải không? Rồi. Thắng thể hiện tài năng của mình cho cô gái xem đi. Tiếng sáo là réo rắt lắm á nha, có thể là rung động lòng người ta đó. Làm sao để mà hấp hồn được cổ đó nha. Cơ hội dành cho em, bắt đầu. làm lại, nghe coi, nghe coi, làm lại. Quan điểm tình yêu rồi hẹn hò như thế nào đó, đang ở xa đó, anh nghĩ là làm thế nào để cho mình tình yêu của mình được bền lâu? Hàng ngày thì anh có thể gọi điện
Còn cuối tuần thì anh có thể xin tranh thủ xuống thăm. Dạ. Mấy cái dịp lễ thì anh có thể xuống ở chỗ bên Hòa của em được không? Những dịp lễ thì anh phải trực. À dạ. Dịp lễ em rảnh thì em có thể lên trên đó chơi với anh. Rất tuyệt vời. Tuyệt vời, phải nói cho cô biết chứ, mình im im cô đâu có biết là được hay không. Người ta đã mở lời vậy rồi, mình phải quyết liệt lên em. Em chỉ biết nở nụ cười thôi. Nếu mà sau này tiến tới hôn nhân thì anh muốn là có mấy đứa con? Chắc hai đứa. Hai đứa, dạ. Trai hay gái anh? Cả trai cả gái, hoặc hai gái cũng được. Nhưng mà tốt nhất hơn không nên hai trai. Em... cười hoài vậy? Giờ em không biết nói cái câu gì hơn. Không nói gì hết hả? Em gái có thích lãng mạn không? Dạ có chứ. Thí dụ bây giờ sinh nhật của bạn gái thì Thắng sẽ làm gì? Có thể mua quà tặng, gửi bưu điện cho cô ấy. Em nghĩ cách nào lãng mạn, cô gái thích lãng mạn mà Thắng thử xem. Em lái máy, đừng nói lái máy bay thì mình thơ lên. Vậy thì chắc có thể em xin nghỉ phép một tuần hoặc là nửa tháng để đến ăn sinh nhật của cô ấy. Ăn sinh nhật nửa tháng. Cụ thể vậy cũng được đúng không? Xin nghỉ nửa tháng cũng hơi căng à. Đầu tiên á là mình sẽ gửi bưu điện quà lên trước, nói là sinh nhật của em anh sẽ không có mặt bởi vì anh đi công tác đột xuất. Mà đêm đó mình phục kích, mình nằm gần nhà đó, đến sáng khi cô ấy mở cửa thấy mình nằm trước cửa. Sao không được rồi anh? Phải tạo bất ngờ, tạo cao trào vậy người ta mới ấn tượng. Ừ. Nằm ngoài trời sợ. Trời ơi, mà đứng nằm ngoài trời mà sợ. Mình giả bộ nằm khách sạn gần đó, sáng sớm 5 giờ rưỡi sáng mình giả bộ mình nằm trước cửa thí dụ vậy. Chứ ai kêu nằm suốt đêm. Được ạ. Được đúng không? Vâng ạ. Hai bạn nhìn thẳng vào nhau nè. Mình cảm nhận như thế nào về người trước mặt của mình? À, nhìn anh thì em thấy anh cũng hiền, có nụ cười tỏa nắng. Em thấy anh cũng có nhiều tài lẻ với lại biết thổi sáo. Dạ em cũng thích người thổi sáo. Còn anh thì sao? Không, lần đầu tiên thì anh có thể nhìn qua em. Bây giờ không có nói gì được hết trơn á. Hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Giờ phút này rất quan trọng. Hai cái chiếc ghế đỏ này đã rất là nhiều cặp đôi bấm nút hẹn hò và đã tiến tới hôn nhân. Quyết định bấm nút hay không là quyền của các bạn, không ai ép các bạn được cả. Nếu thật sự trái tim mình rung động thì mình mới bấm nha hai bạn. Còn nếu cảm thấy không rung động thì chúng ta không bấm, đừng làm mất duyên của người khác. Suy nghĩ thật kỹ, đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Các anh chàng quân đội này á, nói chuyện rất là rụt rè, cái gì cũng chậm mà có bấm nút là lẹ hả? Chưa đếm hết là đã bấm rồi. Sợ mất cơ hội hả? Vâng. Giờ nắm tay cảm nhận như thế nào? Dạ. Ấm áp ạ. À, cặp đôi này cũng chưa có nụ hôn đầu đời luôn đúng không? Xin phép em trước đi. Hứa gì với em gái đi. Xin đôi đó, người ta sẽ đồng cảm xúc với nhau đó. Xin phép em là trộm hôn chị em một lần. Ok anh đấy. Nói không nói là làm mới quyết liệt quá. Cảm nhận sao em? Em làm nhanh quá, cổ chưa cảm nhận được luôn á. Em run quá. Run quá hả? Dạ. Mùi vị như thế nào? Rất tuyệt vời. Tuyệt vời. Đẹp lắm luôn đó. Chúc mừng các bạn. À, chúng ta sẽ có những chiếc vé xem phim để tạo điều kiện các bạn có thể tìm hiểu nhau kỹ hơn ở cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Các bạn sẽ nhận được món quà kỷ niệm từ ứng dụng Mocha. Các bạn hãy gọi điện nè, nhắn tin để thắt chặt tình cảm qua ứng dụng của Mocha nha. Và đặc biệt là khi vừa chat vừa nghe nhạc trên Mocha thì dù cho hai bạn có ở xa cách mấy cũng giống như là đối phương đang ngồi trước mặt của mình. Rồi, chúc mừng hai bạn. Nắm tay nhau nào Thắng, đừng buông ra. Đừng buông ra. Rồi, như vậy là cặp đôi đầu tiên đã có kết quả vui rồi hả các bạn? Không biết là cặp đôi thứ hai sẽ như thế nào? Xin mời quý vị. Dạ, em thích người đàn ông cao, to một tí, dễ thương, nấu ăn
ngon thì càng tốt. Con gái là biết quan tâm, biết chia sẻ, không thấp quá, càng xinh càng tốt. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, em giới thiệu về mình đi. Em xin chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Chị Cát Tường. Chào bạn nữ và cùng toàn thể mọi người. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Đăng Tuấn, sinh năm 1997, quê ở Thanh Hóa và hiện tại thì đang làm việc ở Trung đoàn 97 ở thành phố Cần Thơ. Em ở Cần Thơ với ai? Dạ em ở... Ở trong quân đội luôn. Dạ trong đơn vị luôn. Rồi xin mời bạn bên đàn gái. Rồi mời em gái giới thiệu. Dạ em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường. Chào em. Em chào anh em kế bên. Em tên là Thanh Thanh, năm nay em 23 tuổi. Quê em ở Quy Nhơn. Em mới vô Sài Gòn được 3 tháng ạ. Hiện tại thì em đang làm nhân viên văn phòng tại công ty quảng cáo. Và bây giờ em đang sống ở Thủ Đức ạ. Như vậy là gái là hơn đàn trai tuổi thì không biết bạn trai có e ngại gì không? Dạ em nghĩ là tình yêu thì không phân biệt tuổi tác chị ạ. Rồi vậy hết tự tin lên nha anh. Dạ. Bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm của mình đi. Ưu điểm của em là một người có trách nhiệm, tính tình thì hiền lành và có biết nấu ăn nữa. Biết nấu ăn. Dạ. Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm của em là em ít nói, một cái nữa là thẳng tính. Nói đúng hơn là thẳng tính nhỉ. Thẳng tính, ít nói. Rồi, mời bạn gái. Dạ, ưu điểm của em thì em nấu ăn khá là ổn. Em có trách nhiệm trong công việc. Nói chung là mọi việc mà em làm thì em sẽ đều làm hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tốt. Em là một người lạc quan, vui vẻ. Luôn nghĩ theo những điều cực. Có khuyết điểm gì không em? Khuyết điểm của em thì đôi khi là em hơi tự ti. Tự ti về gì? Tự ti về ngoại hình, bản thân thôi chị. Với lại em cũng hơi ít nói. Trời ơi, hai người nào cũng ít nói hết, làm sao hiểu nhau. Phải cởi mở ra, phải nói chuyện thì mới hiểu được nhau chứ đúng không? Dạ. Tình trường thì sao nè? Em trai trải qua mấy mối tình rồi? Em thì năm cấp 3 thì cũng có thích một người. Có thể gọi là tình yêu dấu kín nữa. Còn kiểu mà tình yêu mà hai người đến với nhau thì chưa có mối tình nào. Chưa có luôn. Vậy là đơn phương thôi phải không? Em yêu người ta đơn phương chứ gì? Dạ. Mà em có thổ lộ cho cô biết không? Dạ không luôn chị. Ít nói mà làm gì có thổ lộ đúng không? Kéo dài mối tình đó bao lâu? Dạ cũng gần 3 năm chị ạ. Trời đất ơi, 3 năm yêu mà không dám nói. Hôm nay yêu có nói không? Dạ có chị. Có nha, một chút nữa mà yêu là phải nói nha. Không nói nữa là mất cơ hội luôn á. Bạn gái sao em? Tình trường như thế nào? Dạ em trải qua một mối tình chị. Em quen được gần 3 năm và chia tay cũng gần 1 năm. Cũng quen 3 năm, dạ. Tại sao chia tay? Có lẽ là trong quá trình quen thì có những cái mâu thuẫn mà hai bên không có giải quyết đó chị. Im lặng dần dần thì kiểu càng ngày càng xa nhau. Coi như là không có một cái nguyên nhân chính, mà tại vì mình do mình không chia sẻ nhiều cho nên đó em thiếu thấy sự chia sẻ. Em thấy cái sự chia sẻ nó rất là quan trọng. Mà muốn chia sẻ là phải nói, không nói làm sao chia sẻ. Đúng không? Cho nên mình rút cái kinh nghiệm để cho cái mối tình sau của mình nó được tốt hơn. Đồng ý không? Dạ. Bây giờ em gái, bây giờ em thích người đàn ông như thế nào? Để xem giống mình đàn trai không? Chào em. Dạ em thích người đàn ông cao to một xí. Cao to chút xíu. Cái này chắc cũng hơi cao cao và cũng hơi to to thôi. Vừa người thôi. Dạ với lại dễ thương. Dễ thương, có dễ thương, hiền lành. Nếu mà nấu ăn ngon thì càng tốt. Bên đây nấu ngon. Anh thấy đưa ra những tiêu chí để đàn trai có thể đáp ứng được 90% trở lên. Dạ. Có cái gì em không thích ở người bạn trai không? Em không thích thì em không thích lăng nhăng. Rồi đi làm dâu được không? Dạ được chị. Được ha. Tốt. Chào em, trời dễ thương quá ha. Rồi em thích mẫu người bạn gái như thế nào? Mẫu người bạn gái của em thích thì là em muốn một cô bạn gái là biết quan tâm, biết chia sẻ. Còn về ngoại hình ấy thì không thấp quá, càng xinh càng tốt. Càng xinh càng tốt, dạ. Đơn giản. Em nói cụ thể công việc hồi nãy em ở trong quân đội là em làm công việc gì? Em thì được phân công vào trong xưởng bảo dưỡng kỹ thuật. Thì công việc chủ yếu là bảo dưỡng. Thông điện, kiểm tra, vệ sinh, sửa chữa, khắc phục hỏng hóc những cái thiết bị vô tuyến điện tử. Suốt ngày làm việc với máy móc không vậy hả? Dạ. Hơi khô khan. Dạ. Mình ướt át lên chút xíu. Tại vì mình trẻ mà, mấy cô gái trẻ bây giờ là thích được chiều chuộng, thích được ngọt ngào. Cho nên cố gắng một chút xíu ha. Dạ. Bạn trai rất dễ thương, rất là cute. Bây giờ thì
Chúng ta sẽ nghe lời tư vấn từ bên đàn trai trước nha. Mời đại diện đàn trai. Lời đầu tiên, xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường, xin chào bạn Thanh Thanh và xin chào đại diện nhà gái và quý vị khán giả trong trường quay. Thì về nhìn nhận đánh giá riêng về chỗ chỗ em Tuấn á, thì trong quá trình công tác thì em luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp trên khen thưởng. Tuấn thì rất là thẳng thắn, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc. Ưu điểm nữa là bạn biết nấu ăn. Nhìn nhận đầu tiên của anh là hai người chiều cao là rất hợp nhau là thứ nhất. Thứ hai là biết cùng nấu ăn, là cùng sở thích. Anh nghĩ là hai bên sẽ nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Chúc hai em sẽ tiến tới xa hơn. Cảm ơn đại diện đàn trai. Mời đại diện đàn gái. Rồi, hôm nay em gái đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với mẹ và chị của em. Với lại một anh đồng nghiệp. Cho chị gặp mẹ em trước nha. Dạ, chào cô. Chào anh chị Quyền Linh và anh chị Cát Tường. Chào toàn bộ khán giả trong phim trường. Chào phía Đăng Nam. Tên tôi là Phạm Thị Tình, mẹ của Thanh Thanh. Thanh Thanh ở nhà thì cũng hiền, nói chung công việc gì cũng làm được hết. Còn bạn Nam bên đây thì mẹ thấy cũng được con. Cô hỏi chút giật sự con lấy vợ thì con lập nghiệp ở đâu? Con đã được phân công về Cần Thơ làm việc thì con sẽ lập nghiệp ở Cần Thơ. Con lập nghiệp ở trong Nam đây luôn hả? Dạ. Cuối cùng thì cô cũng chúc cho chương trình càng ngày càng phát triển thôi. Dạ, cảm ơn cô. Rồi, bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Rồi, mời hai bạn. Rồi, anh có muốn qua bạn nha. Xinh xinh nhỏ nhỏ giống nhau ha. Khi mà mở rào ra thì anh thấy em rất là dễ thương. Dạ, em cảm ơn ạ. Công việc của em thì bây giờ hiện tại thì đang đi làm. Thì thứ bảy chủ nhật mình được nghỉ đúng không? Dạ đúng ạ. Không biết là anh làm trong đó thì có thời gian nghỉ không ạ? Có thời gian để ra ngoài? Anh làm trong đấy thì cuối tuần thì thứ chủ nhật thì anh cũng được nghỉ. Dạ, vậy thì mình hẹn hò thì như thế nào? Anh có sắp xếp được thời gian không? Anh nghĩ là nếu mà chúng mình tiến tới hẹn hò ấy, thì anh sẽ trình bày với về phía đơn vị. Thì về phía đơn vị cũng sẽ tạo điều kiện cuối tuần thì chúng mình có thể được gặp nhau. Dạ, với lại em có một câu hỏi muốn hỏi là nếu như mà trong lúc mà quen nhau á, thì ví dụ có những cái mâu thuẫn hay là cãi nhau gì đó mà em im lặng thì anh sẽ làm gì để em em vui vẻ trở lại? Anh sẽ trình bày nói ra cái thật lòng của mình là muốn em vui vẻ hơn. Thí dụ giờ coi cổ đang giận đi, em hành động gì? Có tài lẻ gì không? Có cách hát, nào? Thí dụ vậy chẳng hạn. Nè, em sẽ hát cho cô ấy nghe. Em sẽ hát bài Suy nghĩ trong anh. Thôi giận đến gần gần hát. Tuấn đến gần gần hát, đúng rồi đó. Gần gần đó, nhìn cổ Tuấn bắt đầu. Cứ qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu. Một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều. Những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút, cứ lớn theo từng ngày khi anh được ấm áp bên em. Em đứng em hát vậy tới sáng ta cũng hết giận đứng sùi lơ. Hát vậy sao? Hát phải thể hiện thế nào chứ? Có thể nắm tay nói chuyện gì đó em. Ra được nắm tay luôn à? Ừ, được. Nắm tay hát luôn. Nắm luôn đi Tuấn. Quay mặt phía trước. Thôi anh sẽ hát lại. Dạ. Đi qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu. Một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều. Những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút, cứ lớn theo từng ngày khi anh được ấm áp bên em. Đấy cô ấy cười rồi. Đó, cười rồi đó, cười rồi đó, được rồi đó. Thấy chưa Tuấn? Dạ. Mạnh mẽ ta nắm tay chứ đưa hát xùi lơ. Rồi, bạn gái có muốn hát đáp lại cho ảnh không nè? Dạ, có chị, em rồi. Có chuẩn bị một bài hát. Người yêu ơi, yêu mình em được không? Từ giờ và sau này xua lạnh hơi đêm mùa đông. Là ngày ta xuân vầy, con tim hao gầy.
Tình yêu đông đầy hay để em chứng minh cho anh thấy. Người yêu ơi yêu thì có gì sai đâu, có sai đâu. Không là em thì ai để em đưa anh về. Một tình yêu mãi mê mặc kệ người ta cười chê. Bởi vì tình yêu là thế, làm người yêu em nhé baby. Giờ làm chồng em nhé baby. Ý anh sao? Ý anh sao? Ý anh sao? Anh đồng ý á. Hả? Anh đồng ý á. Nhìn kia kìa. Đồng ý nhìn đây. Anh đồng ý. Bây giờ chúng ta nói một câu gì đi. Em nói một câu gì với cô ấy. Sau đó chúng ta tiến hành bấm nút. Khi mà bức rèm này kéo ra thì anh thấy em rất là dễ thương. Và anh dám chắc với em rằng anh sẽ làm được nhiều hơn những gì em thấy trên sân khấu. Và nếu em cho chúng ta một cơ hội thì thời gian sẽ chứng minh cho em thấy điều anh nói là sự thật. Hay. Hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Đây là giờ phút quan trọng. Chúng ta cũng đã có ít phút để trao đổi. Có thể không hiểu được hết nhưng phần nào cũng cảm nhận được đối phương có phù hợp với mình hay không, có phải là một nửa mình đang tìm kiếm hay không. Và khi chúng ta quyết định bấm nút, có nghĩa là chúng ta phải chịu trách nhiệm với cái quyết định đó, là trao cái duyên cho người đối diện. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Một, hai, ba. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng các bạn. Rồi, hai. Hôm nay có mẹ của bạn gái. Mình hứa với mẹ điều gì đi. Rồi xin mẹ chúng ta bắt đầu hẹn hò với nhau đi. Con cũng xin phép cô cho con cùng với bạn được hẹn hò với nhau. Và con hứa với cô thì con sẽ không làm cho bạn buồn. Được, hai con cứ tiến hành thôi. Tiến hành thôi. Nắm tay nhau đi hai bạn. Rồi, một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày hôm nay gặp gỡ tại sân khấu bạn muốn hẹn hò. Đẹp trai mà. Khuôn mặt cũng có nét giống nhau đó. Đó. Những chiếc vé xem phim để tạo cho các bạn có không gian lãng mạn hơn để trò chuyện và yêu thương nhau nhiều hơn. Cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng đang chờ các bạn. Các bạn nhận được một món quà kỷ niệm từ ứng dụng của Mocha. Các bạn hãy gọi điện thoại, nhắn tin để thắt chặt tình cảm qua ứng dụng của Mocha nha. Và đặc biệt là khi mà chúng ta chat và nghe nhạc trên Mocha thì dù là hai bạn có ở xa cách mấy cũng thấy giống như là đang ngồi ở gần cạnh nhau. Chúc mừng hai bạn nha. Rồi, đây là quà. Nắm tay nhau thật chặt. Chúc hạnh phúc nha. Dạ, em cảm ơn. Tranh thủ tìm hiểu nhau chút xíu trước khi về Cần Thơ nha. Các thưa quý vị, chào đón quý vị đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được dựa theo format của đài truyền hình Kansai TV Nhật Bản với sự tài trợ của nhãn hàng Max Hair, viên uống mọc tóc, ngăn ngừa rụng tóc. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ngoài phiên bản sóng truyền hình, chúng tôi còn có dịch vụ mai mối offline Bạn Muốn Hẹn Hò được tổ chức cuối tuần trên toàn quốc. Chi tiết thì hãy liên hệ trên kênh fanpage offline Bạn Muốn Hẹn Hò hoặc số hotline đang chạy bên dưới của chương trình. Đến hẹn lại lên, chúng ta gặp lại nhau để cùng gặp gỡ hai cặp đôi và cầu mong cho họ bấm nút hẹn hò và cầu mong cho họ sẽ sớm báo tin vui chúng tôi nhé. Mời quý vị bắt đầu theo dõi. Em rất là thích chó, con nào lùng lùng mập mập em thích lắm. Anh đem trai em cũng thích giống vậy anh. Trời ơi, ngay gu con. Hả? Ngay gu của con á. Ngay gu hả? Dạ. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, hai bạn đã có mặt trên sân khấu nha. Bây giờ mình giới thiệu lớn lên cho đối phương cùng nghe ha. Bạn trai, giới thiệu đi bạn. Xin chào chú Quỳnh Linh, cô Cát Tường, bạn cùng chơi và tất cả mọi người trong trường quay. Mình tên là Dư Tùng Khương, 25 tuổi. Mình đang là làm nhân viên IT tại thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên quán mình là Cà Mau. Khương ở Cà Mau, làm IT ở quận mấy? Con làm ở Tân Phú. Tân Phú, 25 tuổi. Dạ. Rồi, mời em gái giới thiệu. Chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh, chào anh bên kia và chào mọi người đang ở trường quay. Em tên là Lê Thị Thu Minh, năm nay em 27 tuổi, em quê ở Bình Thuận. Hiện em đang làm nhân viên văn phòng ở Gò Vấp và em cũng đang ở Gò Vấp luôn ạ. Minh 27 tuổi. Dạ. Vậy là Minh lớn hơn Nhất gái lớn 2, dì trai lớn 1. Sao thấy sao không trai? Dạ, ngay gu con. Hả? Ngay gu của con á. Ngay gu hả? Dạ.
Ủa sao con là sao? À, trong cái form đăng ký là con có điền là con thích lớn hơn con 1 hoặc 2 tuổi. À vậy đúng gu đúng không? Vậy tốt. Trời ơi, chú lo nó không đúng gu á. Rồi, được rồi đó. Tụi chú chọn đúng gu hết trơn á. Ưu điểm ngoài điểm của mình là gì? À, em có một ưu điểm là em rất là vui vẻ, hòa đồng. Em yêu thích động vật. Và đặc biệt em rất là thích chó. Con nào lùng lùng mập mập cũng thích lắm. Thích mập 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 lùng lùng hả? Dạ, anh nên trai em cũng thích giống vậy anh. Trời ơi. Ý em nói thích bạn trai giống chó hả? Không, nói chung là mập mập tròn tròn tí anh. Tự nhiên so sánh thích chó mập mập lùng lùng, người thích người cũng mập mập lùng lùng giống giống vậy, anh tưởng đâu giống đó. Bên đây kia, chiều cao cân nặng nhiều thử coi có giống không? Dạ, con cao 1m77 nặng 79kg. Cao 1m77? Dạ. Nặng 79? Dữ vậy ta. Trời ơi, vậy là cũng mập mập lùng lùng. Mập mập tròn tròn rồi. Em gái bên kia mà nặng bao nhiêu ký? Dạ em cũng chuẩn lắm anh, em 1m50 nặng 50kg. Trời ơi. 50 vậy là thua đây, xa rồi. Dạ không sao. Càng cao càng tốt. Rồi, còn bên kia thì ưu điểm nhược điểm của em là gì? Ưu điểm của con là dễ gần, hòa đồng, vui tính. À. Nhưng mà khuyết điểm con là cũng hơi nóng tính. Vui tính mà nóng tính nữa. Dạ. Tướng con mà nóng lên quýnh ai quýnh lại trời. Có hút thuốc lá. Hút thuốc lá. Dạ. Nhưng mà con dự định là nếu có bạn gái thì sẽ bỏ. Bỏ. Dạ. Một bỏ ngày hút mấy gói không đâu. Ngày hút 7 điếu à. 7-8 điếu nó chịu nổi không? Cũng tạm. Mà điếu nó dài bằng cái ống tre vậy đó. Hút thuốc lào luôn chứ thôi. Thôi nha, đừng hút thuốc ảnh hưởng sức khỏe ha. Dạ. Bạn gái chia sẻ chút xíu về tình trường của bạn đi. À, dạ, em thì em cũng trải qua 2 mối tình rồi. Thì mối tình đầu tiên của em là đúng người nhưng mà không đúng thời điểm. Còn mối tình thứ hai thì là sai người nhưng đúng thời điểm. Ủa lần sau? Có nghĩa là lúc đó em mới ra trường á, thì vẫn chưa có tính về chuyện tương lai lắm. Nên hai đứa không có đến được với nhau. Mối tình thứ hai thì trong khoảng thời gian quen biết thì em thấy bạn ấy lăng nhăng. Sai người. Dạ, sai người nhưng thời điểm em cũng đã chuẩn bị đủ để có thể. Đợt này là trúng người, trúng thời điểm là hốt luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Bao lâu thì cưới được? Dạ nếu mà cảm thấy hai bên hợp với nhau thì cuối năm cũng được. Cuối năm nay được luôn? Dạ. Cuối năm còn có mấy tháng nữa? Dạ 4 tháng là đủ tìm hiểu, 3 tháng còn tháng chuẩn bị. Rồi đó coi, nhanh lẹ dữ vậy. Bên rất kia bản lĩnh. Chịu không? Theo kịp bên đây không cưng? Dạ chịu. Đúng gu không? Dạ đúng gu luôn. Đúng gu luôn. 3 tháng tìm hiểu, tháng chuẩn bị kịp không? 1-2 tháng cũng được. Rồi đó coi. Thích là cưới. Rồi chàng trai trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ là trải qua 2 mối tình chính thức thôi. À, một mối tình là quen một người là hơn 2 năm. Sao bỏ? Là tại vì bạn nó đi làm thêm buổi tối như là có người khác. À có người khác chứ ta làm thêm buổi tối ta tốt chứ có gì đâu. Không có luôn. Người khác ta bỏ mình. Dạ. Còn mối tình thứ hai là cái bạn nó quê ở ngoài Quảng Bình á. Ừ, sao con quen xa từ Cà Mau tới Quảng Bình vậy? Tại bạn nó cũng học tập ở trong này á. À, rồi sao chia tay? Là bạn ấy nói là về quê để đi Đức. Ừ. Có người thân ở bển bảo lãnh, bển làm gì đấy. Rồi con người khác luôn. Dạ. Trời, sao thê thảm quá vậy ta? Quen ai cái người đó có người khác vậy? Rồi. Thì này dứt khoát là phải bám lấy nha, không để có người khác nha. Dạ, cho nên chuyến này được là cứ gấp luôn, cứ lẹ luôn. Để em thôi người ta hớt tay trên của mình nữa đó. Dạ đó. Rồi bây giờ em mong muốn tìm người bạn trai như thế nào? Tiêu chuẩn của em là bạn trai có thể cao 1m7 nhưng mà nãy nghe bạn nói 1m77 là đủ rồi. Ngon, 77. Ngon. Bạn trai phải trung thủy, không có lăng nhăng. Rồi. À, cũng đừng có tính toán kỳ bo quá. Không, tính anh cũng không khoáng lắm. Không. Mẫu người lý tưởng mập tướng tá cao thấp mập ốm. Dạ thì 1m7 mà nặng 70kg là thấy tròn tròn là được. Còn bạn là 79 là nó vượt 2kg rồi. Giảm hơn 2kg là đẹp. Đâu có 77 với 79 là nó dao động trong cái khoảng đó không đó. Ừ, nó thích mập. Nhưng mà số đẹp kìa. Trời ơi, còn số đẹp nữa hả? Bây giờ còn gì nữa không? Dễ nhìn một chút. Tướng tá sao, có tập gym tập gì không? Thích không? Dạ không cần ạ. Không cần đúng không? Dạ. Thích bạn trai mấy muối? Một muối ạ. Một muối ạ. Một muối ạ. Ngay luôn. Mày ngay một muối luôn, đúng không? Một muối luôn. Điều gì không thích nhất ở người bạn trai? Thì em không thích nhất là tính lăng nhăng đó chị. Có lăng nhăng không con? Dạ không. Tức lúc ngủ rồi lăng, lúc nói thì nhăng. Bạn trai giờ cao to đẹp trai rồi, xung quanh phụ nữ nhiều có ghen không? Dạ không. Nó là chủ yếu là do bạn thôi. Bạn muốn thì mình đâu có cản được đâu. Nên em thích tự nguyện thôi. Chính xác. Ta là muốn rồi không có cản được. Thành ra quan trọng là lòng tin thôi. Con trai muốn tìm bạn gái thì sao? Về ngoại hình thì chỉ cần dễ nhìn là được. Dễ nhìn. Dạ còn cao thấp 50 á, 1m50 đó. 1m50 được. Được không? Nặng
50 kg luôn á. Dạ số, không sao. Số đẹp vậy là con thấy là cũng dễ nhìn rồi. Dễ nhìn ha. Dạ. Để chú qua chú coi coi bạn gái tương lai thế nào. Dạ chào anh. Dễ thương. Dạ cảm ơn anh. Lấy chồng ở Cà Mau xa lắm. Xa, bữa nay có xe đưa rước luôn. Bình thường lắm anh. Vậy làm dâu Cà Mau được không? Ở đó có thể lập nghiệp được thì em cũng có thể về được. Ủa nghề em là gì? À em đang là trợ lý kinh doanh. Kinh doanh tức là biết kinh doanh đúng không? Dạ. Em có mơ ước sau này mình kinh doanh cái gì không? Dạ có, mơ ước em nhiều lắm. Em thì đang làm trong cái ngành là cho thuê thiết bị xây dựng. Thì em cũng đang muốn làm thương mại ngành đấy. À tốt. Anh thấy cô gái bên đây rất là dễ thương đó. Dạ. Bạn trai thích cái người, không thích người con gái có những cái điểm gì? Dạ con không thích mẫu bạn gái mà lăng nhăng hoặc là tính toán hoặc là hỗn hào này kia. Trời ơi, con gái đâu mà tính gái toán mà lăng nhăng hỗn hào mệt lắm. Phụ nữ ít có lăng nhăng, ít có hỗn hào lắm. Dạ. Lăng nhăng chỉ thuộc về đàn ông hơi nhiều. Còn gì nữa không? Dạ không, con dễ lắm, tiêu chuẩn dễ con là dễ hả? Lắm. Đơn dạ. Giản quá vậy con. Hồi nãy bạn gái đã kể tật xấu của mình cho bạn trai nghe chưa? Dạ chưa. Mình có những tật xấu gì? Dạ em thì cũng ít tật xấu lắm, chỉ có hay quên là chính thôi. Hay quên? Dạ, những chuyện nào không quan trọng em hay quên lắm. À. Dạ, còn cái nào mà quan trọng thì em nốt hết rồi. Vậy cũng đâu có sao. Tao thì coi bên đây coi. Chà. Cũng bự dữ hen. Mới 25 tuổi hả con? Dạ. Sao lấy vợ được con? Sớm quá. 25 tuổi con nghĩ là cũng kết hôn cũng là được rồi. Mà chuẩn bị gì chưa mà đòi kết hôn? Thì chuẩn bị, con chuẩn bị được cái nghề nghiệp với kiến thức rồi chứ. Vật chất nhiều quá thì cũng nhưng nhờ mà giờ ba mẹ một phần. Đụng cái lấy vợ về liền rồi sinh sống ở đâu? Con là phụ thuộc cho bạn nữ nữa. Hoặc là về quê bạn nữ sống. Hả? Còn ở rể cũng được nữa. Hoặc là bạn nữ về nhà cha mẹ sống. Tại vì nhà con có hai anh em à. Muốn lập nghiệp ở Sài Gòn này cũng được luôn. Ừ, có nghĩa là dễ lắm phải không? Dạ, tùy bạn gái quyết định. Dạ, tại vì con cũng có một người em gái nữa. À. Con nghĩ là nếu mà con nuôi cha mẹ vợ tốt thì anh em rể con sẽ nuôi cha mẹ con tốt. Hay vậy hả? Dạ. Nghĩ vậy luôn á hả? Dạ. Cưới luôn. Cưới luôn. Con nói thiệt không vậy? Dạ. Con nói thiệt không vậy? Con nói thiệt mà. Chắc cú phải không? Đẹp trai lắm nha. Đẹp trai lắm á. Hốt này, liền đi. Trai đi với ai? Hốt liền nha. Dạ, dạ con đi với dì con. Dì thấy cháu vô tương lai bệnh sao? Nói chung về ngoại hình thì rất là ok. Còn về tìm hiểu thì cũng phải cần có thời gian à. Theo dì thì cháu dì lấy cô gái bên kia về thì có đủ sức lo cho gái và khi mà sinh con đại cái có đủ kinh tế để lo cho cô vợ con không? Em nghĩ thì cháu em nó có thể có đủ khả năng đó. Ừ. Nãy giờ giống như qua tìm hiểu thì hai cháu cũng cứ nghe theo trái tim của mình đang mách bảo. Rồi cảm ơn dì. Em gái thì với ai vậy? Dạ em bữa nay em đi với gia đình với bạn và chị đồng nghiệp ạ. Ba em. Ba em hả? À có ba. Dạ con chào chú. Xin chào chương trình. Chào MC Quỳnh Linh. Chào MC Cát Tường. Dạ. Và chào tất cả khán giả trường quay. Chào cháu trai. Con của chú thì tính của nó thì nãy đã nói rồi, tính tình cũng vui vẻ hoạt bát, nhưng mà điều có cái cũng hơi nóng nóng một chút. Chương trình đã giúp cho hai cháu gặp nhau thì nếu hai cháu thấy được hợp tình hợp ý thì hai cháu cũng tìm hiểu thêm chút nữa để bước thêm một bước tiếp theo. Rồi bây giờ mình mở rào, mình xem mặt rồi mình nói chuyện coi hiểu không. Mở rào. Cảm ơn. Em cũng có quà cho anh. Em có một cuốn sách này là mang tên là Đón Nhận Thay Đổi. Mình tiếp thu những cái gì mà thay đổi thì mình sẽ phát triển mình hơn. Anh thay đổi. Cảm ơn em. Rồi, hai bạn cảm nhận về nhau nói chuyện đi. Anh cảm thấy em như thế nào anh? Tùy nóng tính nhưng chắc mình cũng hiền đúng không? Dạ, em hiền với công ty á. Dạ. Vậy là cô biết công ty thì sao? Anh có thích nuôi chó không? Có, nhà lúc nào cũng yêu quê lúc nào thích chó. Ừ. Dạ, nên con được, nếu mà được nuôi thì em cũng rất là thích nuôi một con chó. Được chứ. Có chịu không hay gì? Chịu, anh thích chó với mèo là anh thích lắm. Dạ. Bữa tối em có thường hay đi chơi không? Dạ, thì hiện tại em cũng đang một mình á, nên em cũng ít đi lắm, em ở nhà không à. Nên em cũng lên đây để tìm người dẫn em đi. Dạ, anh dẫn em đi không? Dạ, đi. Nãy cổ đòi kết hôn sớm đó, bàn với ảnh đi, anh chịu không? Mạnh dạn lên em trai. Tại sao mà em lại muốn kết hôn sớm? Một mình buồn anh, thì em muốn có một người bên cạnh, buồn vui mình chia sẻ với nhau. Về tương lai xa hơn nữa thì mình sẽ có những đứa con rồi, nói chung một gia đình vui. Khi nào thì anh kết hôn được?
Anh thì tính là cuối năm nay hoặc đầu năm sau. À vậy hả? À. Kế hoạch cũng giống em. Em có thường hay chửi người khác không? Không ạ. Dùng từ chửi. Em làm gì tới chửi vậy? Em chỉ hơi lớn tiếng thôi. Đúng rồi. Dạ. Hai bạn cảm nhận về nhau như thế nào trong lần đầu tiên gặp mặt? Em thấy bạn cũng phù hợp với tiêu chuẩn của em. Còn tính cách thì còn phải tiếp xúc thì em mới biết được. Bạn trai cảm thấy như thế nào? Dạ, em thấy bạn nữ khá ok. Nói chuyện với bạn đi, anh cảm nhận em như thế nào? Hôm nay lần đầu tiên gặp mặt thì em thấy anh thấy như thế nào? Em cảm thấy em rất là hiền đó, có nét hiền. Dạ, em hiền lắm. Không gu không? Mắt đẹp. Thôi, dạ, cảm ơn anh. Tại vì thôi giờ người ta chỉ khen em có nụ cười đẹp chứ chưa ai khen mắt đẹp. Có thích không? Dạ, cũng thích. Thích? Dạ. Bây giờ em tiến lên. Em có thích được không? Em có thích được không? Dạ. Nhìn anh em có thích được không? Bây giờ em tiến lên, em tới em nắm tay cô gái ấy, em tỏ tình với cổ hoặc là em hát tặng cổ một bài. Khi hỏi người ta em thích anh không? Gái mới gặp lần đầu em thích anh không? Sao người ta trả lời? Con đang bị đau họng, con đọc một bài thơ được không? Thì cũng làm gì làm, đứng lên nắm tay cổ đi. Là mạnh dạng lên. Bài thơ này là trên lúc nãy con đi xe qua con viết. Mới làm hả? Xúc cảnh thành thơ. Thơ tự làm luôn hả? Dạ. Rồi đọc đi. Có duyên mới gặp một lần, không duyên chẳng gặp lần nào người ơi. Thiền anh hạnh phúc xa khơi, em kêu một tiếng anh bơi vô liền. Mong trời kết chỉ xe duyên, chầu cao anh tới năm sau đón nàng. Năm sau luôn hả? Hài. Có lúc mà con làm thơ đó, con có tưởng tượng ra cô này không? Có tưởng tượng ra thế nào? Con cũng có tưởng phần, tại con thích cái mẫu bạn gái hơi thấp một tí. Là tưởng lúc mà làm thơ này là tưởng tượng mẫu như vậy hả? Dạ không nghe bài thơ nhưng mà đúng với của con, cái gu của con. Đúng gu con thì đúng, dạ. Thì mới đem trầu cao tới chứ đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ á là con nói một lời gì mà tận đáy lòng của mình suy nghĩ gì cô ấy, mình muốn cái gì. Một câu nữa thôi, chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Anh với em gặp cũng là một cái duyên. Thì còn cái nợ hay không thì chưa biết, nhưng mà trước mắt thì hãy cho nhau một cơ hội tìm hiểu. Em đang nghĩ gì về cô gái ấy? Em nghĩ chắc là trong cô gái ấy có nhiều cảm xúc. Sao không biết sao người ta nhiều cảm xúc? Con phải biết gì không, con? Nhưng mà con thích những người mà sống nhận nội tâm cái cảm xúc nhiều á. Con thích những người vậy. Chung là thích. Thích. Thôi thích được rồi. Cảm xúc là thích. Đặt tay vào nút bấm nè hai bạn. Coi vậy chứ to to con vậy chứ cũng hiền. Chân thành. Này được đó. Em có thích anh không? Suy nghĩ thật kỹ nha và đưa ra quyết định của mình. Bấm nút là hẹn hò để tiến đến hôn nhân. Phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm của mình. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng. Nắm tay bạn gái đi nào. Bắt đầu từ ngày hôm nay, chính thức các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau. Nói một tiếng gì với lại bác đi. Dạ, xin phép bác cho con và em được hẹn hò. Em tên gì? Minh. Dạ, cho con và My được Minh. Xin Minh, Thu Minh. Dạ. Cho con và Minh được xin phép hẹn hò với nhau. Dạ, con cảm ơn. Xin nữa. Cho con xin phép được hôn em Minh. Thà hôn trước mặt còn hơn hôn lén lút. Bác đồng ý rồi đó. Đó chứ tụi nhỏ dễ thương ha chú ha. Đây, những chiếc vé xem phim cùng rạp Cinebox 212 lý chiến thắng gửi tặng các bạn. Tặng các bạn một bộ sản phẩm chăm sóc da do công ty mỹ phẩm Brinsert Beauty sản xuất và phân phối. Đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Quà tặng đặc biệt dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng từ Sài Gòn, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Cần Thơ hoặc là Biên Hòa đến từ hệ thống cửa hàng dịch vụ ngày cưới Island. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc TV Akino 40 inch có chức năng thu tín hiệu truyền hình số mặt đất trị giá 5.950.000 đồng nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Rồi, chúc mừng hai bạn ha. Các bạn đưa nhau, nắm tay đi, nhau đi, nhau đi nha. Thầy nói thì tuổi hợp thì tuổi sinh năm 90 hoặc 94. Em khỏi cần coi để anh bói cho. Tại vì anh sinh năm 90 mà cần gì phải bói nữa.
Trời dạ. Ơi, vậy là trúng rồi ha. Cặp đôi đầu tiên cũng đã thành công. Hai em rất là dễ thương, có thể nói cũng còn con nít lắm. Nhưng hy vọng với sự hỗ trợ của hai bên gia đình, hai bạn sẽ tiến xa hơn trên đường hạnh phúc. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Mời bạn nam. Mời các bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái ngồi. Giới thiệu về mình đi em. Dạ, là đầu tiên em xin chào chị Cát Tường, anh Huyền Linh và quý vị khán giả. Chào anh bên kia ạ. Em tên là Diễm Hương, năm nay em 24 tuổi ạ. Em đang sinh sống và làm việc tại Tiền Giang. Em đang làm kế toán ạ. À, dạ. Tiền Giang ở huyện nào? Dạ, em ở Châu Thành vậy anh. Huyện Châu Thành. Vậy là chung huyện với anh luôn rồi đó. Dạ. Rồi, chào em trai. Em giới thiệu cho bạn gái biết mình đến từ đâu. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả các bạn, các cô chú, bác tham dự chương trình và toàn thể các khán giả đang xem đài. Mình tên đầy đủ là Nguyễn Dũng Liêm, 29 tuổi. Mình đến từ thành phố Cần Thơ. Liêm đang chuyên về đầu tư tài chính, chỉ cần có internet là được. Nhưng mà đang làm việc ở đâu là chính? Ở thành phố Cần Thơ luôn. Ở Cần Thơ luôn, tức là trên con đường về Cần Thơ sẽ đi chắc chắn đi ngang Tiền Giang. Rồi. Không có thoát đâu hết trơn á. Em hãy nói cho anh ấy nghe về những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ, mọi người hay nhận xét em hiền lành, vui vẻ hòa đồng. Còn nhược điểm của em thì em hơi gục ghè. Với lại sống hơi tình cảm á chị, dễ bị xúc động. Dạ. Rồi, bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em thì em luôn luôn nghiêm túc trong công việc, học hỏi nhanh, giao tiếp tốt. Còn về nhược điểm thì nói hơi nhiều. Chắc đó có lẽ là do nghề nghiệp. Đúng rồi, nghề nghiệp cũng phải mình nói nghề nhiều nghiệp, ha. Mình nghề nghiệp. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em đã có 2 mối tình chính thức. Mối tình chính là thời sinh viên. Đó là mối tình đầu tiên. Và cũng là mối tình rất là đáng để nhớ. Rồi sau này thì đi làm công tác thì cũng có quen một bạn cũng xác định là tiến tới hôn nhân. Nhưng mà bây giờ bạn đó có chồng và có con rồi. Bao nhiêu năm rồi? Dạ, cũng nhiều năm rồi ạ. 2-3 năm ạ. Rồi, bạn gái. Tình trường của em sao? Dạ, chính thức thì em chưa có quen ai hết. Em chưa nắm tay trai luôn, ngoại từ cha em. 24 tuổi chưa nắm tay một người đàn ông nào khác luôn, trừ cha mình thôi. Dạ. Ủa, không ai đeo đuổi mình cũng không để ý ai luôn hay? Dạ, lúc đi học thì có người tán em. Nhưng mà do em tập trung cho học á chị, nên em không có quen. Còn bây giờ thì em muốn tán lại như người ta đã có bồ rồi. Mình có đặt ra cái tiêu chí tìm bạn trai như thế nào không? Em thích người mẫu bạn trai trưởng thành, chín chắn, là người có đạo đức, có trách nhiệm, biết quan tâm và chia sẻ lắng nghe. Nếu mà thương em thì phải thương gia đình em ạ. Mình chưa có quen bạn trai, chắc là ở nhà ba mẹ cũng cưng ha. Dạ, hối rồi chị. Hối rồi hả? Dạ. Ở nhà có coi tuổi coi tác gì không? Mẹ em thì không có coi, mà em thì buồn buồn em cũng có đi coi bói. Có đi coi bói nữa, rồi thầy bói nói thì sao? Dạ, thầy nói thì tuổi hợp thì tuổi sinh năm 90 hoặc 94. Em khỏi cần coi để anh bói cho. Em xin, em trai sinh năm nhiều. Chúc gặp bói liền nha. Tại vì anh sinh năm 90 mà cần gì phải bói nữa. Trời ơi, vậy là trúng rồi ha. Em có mẫu người lý tưởng nào không? Mẫu người lý tưởng của em là người phụ nữ thiên về gia đình, biết nấu ăn. Thì người nào cũng biết nấu mà. À, không lo. Ăn được hay không mới quan trọng. Em rất là dễ ăn, không sao cả. Đặc biệt là người phụ nữ phải biết quan tâm với gia đình. Có gì khó hơn không? Chiều cao, thước tất, tóc tai gì đó, có yêu cầu gì không? Mấy cái điều ngoại hình đó thì không quan trọng lắm. Qua xem đàn gái. Trời dạ, ơi, em chào anh. Gái Châu Thành dễ thương ta. Dạ, anh cũng đẹp trai quá. Trời ơi. Chàng trai bên đây thì cũng dễ thương, ổn định, lánh lợi. Dạ. Nhưng mà em không thích điều gì nhất? Em không thích hút thuốc ạ. Em nghe, em hỏi mùi hút không được ạ. Em bị ngợp. Có hút không? Em là ghét nhất thuốc, ghét nhất thuốc. Ghét thuốc? Dạ được rồi ạ. Thích nhậu không? Dạ không, nhậu có chừng mực là được ạ. Em biết nhậu nhưng mà để làm ăn thôi. Được. Anh thấy đàn trai cũng ổn, đàn gái dễ thương. Với lại... gì nữa, yêu cầu gì nữa? Em không thích con trai gia trưởng nữa. Với lại nói nhiều, nói mà hứa nhiều ấy. Hứa mà không làm á anh. Hứa không làm thì được chứ nói nhiều bên đây chắc có nói nhiều rồi đó. Hứa có làm không? Ở đây nói nhiều nhưng mà nói được làm được. Đúng rồi, đó là bản lĩnh của đàn ông. Còn gì nữa không? Dạ hết rồi.
Tiền Giang với Cần Thơ hợp lý. Chúc mừng hai bạn. Rồi giờ nếu được thì chừng nào đám cưới được nè. Ba mẹ hối rồi đó, chừng nào cưới được. Thời gian thì không quan trọng, chủ yếu là hai người hợp và hiểu nhau mà. Lúc nào cũng được hết, làm dâu được không? Anh ở Cần Thơ luôn hả? Anh Cần Thơ, anh con út. Em con một nên đi xa không được. Nếu mà làm dâu thì em sẽ học hỏi hả? Em sẽ cố gắng. Gia đình anh thì cũng không có yêu cầu làm dâu. Bắt rễ được không? Bắt làm rễ thì mình vẫn chấp nhận. Tại vì mình thương thì mình chấp nhận. Mình thích bạn trai cao thấp mập ốm như thế nào không? Dạ, cao cao xíu, cao hơn em xíu cũng được nữa chị. Em cao nhiêu? Em cao 1m6 hả? Rồi em 1m62. Hơn 2 phân được không? Dạ, hơn được. Xíu rồi đó. Được ha, hợp lý dạ. Ha. Bên này người ta muốn lấy sớm đó. Bên này mình chuẩn bị sao? Cho duyên hai người coi như thế nào, coi gặp mặt có hợp hay không. Mà cái ý em á là em muốn chừng nào kết hôn là phù hợp? Thấp nhất thì cũng sang năm sau. Nghe vậy thấy được không? Dạ cũng được. Muốn hỏi gì nữa không? Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân cái nha. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với hai đứa bạn thân của em. Vì mẹ em có việc nên không có đi được. Rồi cho chị gặp bạn em. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả và chào bạn Nam ạ. Em là bạn của Hương. Hương thì nó rất là hiền, sống nội tâm nữa, cho nên là tới bây giờ vẫn chưa có bạn trai. Hy vọng là qua chương trình này giúp cho nó tìm được một người bạn trai phù hợp để cho nó bớt đu bám bạn bè lại. Từ ngoại hình thì hai bạn rất là hợp nhau. Về tính cách thì em thấy bạn Nam bên này á hoạt ngôn, chín chắn, cho nên hai bạn có thể bổ sung cho nhau. Rồi, cảm ơn em. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi với cha với mẹ. Có cha mẹ ha. Dạ, dạ chào cô chú. Dạ xin chào Quyền Linh và Cát Tường. Mẹ trẻ chào đẹp quá. Chào tất cả quý vị khán giả. Tôi là mẹ của Nguyễn Dũng Liêm. Cháu nó ham làm không à, cho nên không có tìm hiểu bạn bè, nên nay tới chương trình để nhờ Quyền Linh với Cát Tường kết hợp, thấy hai cháu nó hợp với nhau, lại tánh tình giống, nói chung là tạm gọi là mẹ chồng đi. Rất là hợp, hiền từ, mình không có thích chanh chua, thấy vừa ý. Dạ. Còn sự tìm hiểu giữa hai cháu thì bước sau để cho nó tự quyết định. Dạ. Dạ, xin chào chương trình. Coi như là ok. Ok. Bữa nào mời cô chú đi hấp hôn bữa nha. Được không? Được đó, gia đình cũng rất là dễ thương ha. Dạ. Bây giờ thôi mình mở cái rào cho hai bên gặp mặt đi coi làm sao. Mở rào. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh ạ. Không biết anh có thích đọc sách không? Cuốn sách này nó có ý nghĩa là toàn bộ quỹ bán cuốn sách thì đem đi từ thiện. Và cuốn sách này cũng giúp cho anh là đôi khi cuộc sống nó khó khăn, nó mệt mỏi, nó thất vọng thì hy vọng cuốn sách này sẽ làm cho anh tìm lại được chính mình nữa. Ok, anh cảm ơn em rất là nhiều. Liêm cực kỳ thích sách, ở nhà rất là nhiều sách. Vừa thấy cuốn sách là Liêm đã thích ngay từ đầu. Để anh giới thiệu sơ cuốn sách này cho nghe. Anh là chủ tịch cái hội hiểu quỹ tới tim và anh là người sản xuất cuốn sách này. Nhờ cuốn sách này đã mổ mấy ngàn ca mổ tim tụi anh bán ra để có thể lấy tiền làm từ thiện. Anh rất cảm ơn em đã sử dụng quyển sách Hiểu về trái tim. Dạ. Cho anh hỏi một câu là em có ước mơ gì sắp tới? Em muốn đổi một công việc nào đó nó có thể giúp cho gia đình em hơn ạ. Về kinh tế hơn. Dạ em muốn buôn bán hơn, tự mình ở nhà làm. Ví dụ như buôn bán thì em thích buôn bán cái gì? Dạ buôn bán quần áo hay mỹ phẩm gì đó. Về quần áo thì anh có một tí kinh nghiệm, tại vì anh đã từng mở shop thời trang. Dạ. Anh có thể giúp em cái chuyện đó. Dạ. Nói chung đây cũng là một cô gái thông minh, nếu như em hướng dẫn làm tài chính chung với em cũng là rất là tốt. Ví dụ như kết hôn rồi thì em ở đâu? Em thích ở đâu? Em muốn ở gần gia đình mình hơn ạ. Vì em là con một nên em muốn chăm sóc ba mẹ. Cái vấn đề đó thì đối với anh nó dễ lắm. Tại vì anh thì quen đi tới lui như vậy rồi. Nói chung là Tiền Giang gần lắm. Em thì em muốn một người bình giản dị thôi. Chứ em không có muốn mà đua đòi này kia với người ta. Nên em quan trọng là gia đình thôi. Đó là người phụ nữ anh cần mà. Tại bên ngoài anh lo được. Em nhìn anh giây phút ban đầu thì em thấy như thế nào? Cũng đẹp trai, trắng trẻo. Cái quan trọng là về tính cách á, em thấy có hợp không? Em thấy anh là người trưởng thành ạ. Em cảm nhận người bạn nữ này lần đầu tiên gặp mặt, cô ấy là người như thế nào? Chưa một mối tình nào, chưa nắm tay bạn trai một lần nào luôn nhé. Bạn nữ này thì vô cùng hiền, phúc hậu, là người phụ nữ gia đình tốt. Bạn em hãy tiến tới nói một cái điều gì đó với cổ, hoặc là hát tặng cổ một bài hát.
đặc biệt gì đó, một giống như thay một lời tỏ tình ngày hôm nay? Em hát thì không được hay lắm, nhưng mà cũng có thể hát tặng một bạn nữ một đoạn. Rồi. Nhưng mà em run quá, cho một tràng pháo tay khích lệ được không? Em ở nơi nào có còn mùa xuân không em? Rừng à lá gió từng đêm nhắc nhớ thì thầm, nắng ở trên đầu, nắng trong lòng phố, gió ở trên non, gió cũng mây về. Sao em vẫn ngồi mà nghe cô đơn, mà nghe nức nở trong hồn, và thương đôi mắt nhỏ em buồn. Vì mình yêu nhau, vì mình xa nhau nên mới dâng hơn. Vì mình xa, vì... em cung quá à. Rồi. Đang hay à, còn câu cuối nữa hả? Là đầu tiên em cung như vậy. Trái tim mình nó có rung động rồi đó em. Tốt. Ok, hương rồi. Bấm đi các bạn. Khoảng thời gian nói chuyện nãy giờ chắc chúng ta cũng đủ cảm nhận về nhau. Đủ xem, đây có thể là một nửa mảnh ghép của mình. Suy nghĩ thật kỹ nha các em. Một, hai, ba. Hết thời gian. Nắm tay nhau đi. Bây giờ là cái nắm tay đầu tiên nhé. Đầu tiên đấy. Tay em đầu... bị đổ mồ hôi vậy. Kệ. Tại hồi đó giờ không ai nắm á, nó mới đổ mồ hôi đó. Tay anh đỏ hơn. Trời, tay lạnh quá. Bây giờ nụ hôn đầu tiên nè. Đầu tiên đó nha, sao ấn tượng nha, nụ hôn đầu tiên đó. Cái nắm tay đó đầu tiên là nụ hôn đầu tiên đó. Nào, bình tĩnh từ từ thôi. Cho anh xin phép nha. Dạ. Yeah. Cảm nhận như thế nào? Dạ, mắc cỡ quá. Mắc cỡ quá. Nhanh quá, không để lâu lâu. Hùng nó miết miết chút xíu là lại làm lại cái nụ hôn đầu tiên, nó quan trọng lắm. Nào, để y nguyên nha, chừng nào tôi nói buông ra mới buông nha. Bắt đầu, từ từ, để y nguyên, để y nguyên. Thấy sao? Hả? Hồi hộp. Hồi hộp. Em cảm thấy sao? Dạ, cũng hồi hộp. Hồi hộp. Thích không? Dạ, thích. Dạ, thích. Thích là được rồi. Đây là những chiếc vé xem phim của cùng rạp Cinebox 212 lấy chiến thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng các bạn là một bộ sản phẩm chăm sóc da do công ty mỹ phẩm Princess Beauty sản xuất và phân phối. Đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Quà tặng đặc biệt dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Sài Gòn, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Cần Thơ hoặc là Biên Hòa đến từ hệ thống cửa hàng dịch vụ ngày cưới Island. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc TV Akino 40 inch có chức năng thu tín hiệu truyền hình số mặt đất trị giá 5 triệu 950 ngàn đồng nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân.